Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta cùng nghe tiếp bộ truyện Sát Thủ Xuyên Không? Tiểu thư yếu đuối là quân nhân. Ở tập trước ta đang nghe đến đoạn, Tống Nhất Thành cầm tay Bùi Khánh Vi bảo cô tại sao lại không uống trà anh ta pha. Trước cảnh tượng níu kéo này thì có giọng nói vọng tới, bỏ tay cô ấy ra, tiếp theo thì sẽ là tình huống gì đây? Chúng ta cùng nghe tiếp chuyện nào. Tập 30. Bùi Khánh Vi và Tống Nhất Thành đồng thời chuyển ánh nhìn về phía người kia. Nhất thời, lông mày Bùi Khánh Vi khẽ cau lại, mang theo sự nghi ngờ nhìn về phía Lại Ngọc Lam trước mắt. Sao anh lại tới đây? Lại Ngọc Lam lạnh mặt đi tới, một tay anh ta túm lấy cánh tay kia của Bùi Khánh Vi kéo cô về bên người, đi theo tôi. Chờ một chút, Tống Nhất Thành nhanh tay nhanh mắt kéo Bùi Khánh Vi lại, đồng thời bảo vệ cô ở phía sau, đanh giọng nói, tại sao cô ấy phải đi theo anh chứ? Lại Ngọc Lam đánh giá anh ta một lượt, lạnh lùng hỏi, anh là ai? Tống Nhất Thành rũ rũ áo blau trắng của mình, hơi hếch cằm lên nói, tôi là bác sĩ ở đây. Lại Ngọc Lam vừa nghe xong liền không thèm nhìn anh ta nữa, kéo thẳng tay Bùi Khánh Vi đi, nói, đi thôi. Không được đi, cô ấy là bệnh nhân của tôi. Tôi không cho phép, cô ấy không thể rời bệnh viện. Tống Nhất Thành quát lên. Quả nhiên, Lại Ngọc Lam nghe thấy hai chữ bệnh nhân thì không tiếp tục giằng kéo nữa, sắc mặt còn hơi lo lắng, cô có chỗ nào không ổn sao? Tống Nhất Thành nhân lúc anh ta đang hỏi Bùi Khánh Vi thì lại kéo cô về phía mình trước, rồi hỏi Lại Ngọc Lam, còn anh là ai? Hôm nay Lại Ngọc Lam nghỉ phép, anh ta không mặc đồng phục mà chỉ một bộ quần áo thể thao đơn giản, vốn dĩ là tới thăm cấp dưới của mình, không ngờ lúc đi qua nhìn thấy Bùi Khánh Vi đang bị một người đàn ông giằng kéo. Bùi Khánh Vi thấy hai người bọn họ một trái một phải nắm lấy tay mình, hai bên đều ẩn chứa một mùi thuốc súng nồng nặc. Cô hít một hơi, lạnh lùng hỏi, hai người các anh làm loạn đủ chưa? Cả hai người đều đồng thanh hỏi một câu, anh ta là ai? Anh ta là ai? Ba người cứ như vậy đứng ở cửa bệnh viện trong bầu không khí quái dị. Bệnh nhân và các bác sĩ xung quanh nhìn thấy cảnh này không nhịn được mà hiếu kỳ liếc mắt qua. Khi mấy người Phan Thanh Nga từ trên tầng đi xuống thì đã thấy một đám người tụ tập trước cầu thang. Gì thế này? Xảy ra chuyện gì vậy? Không biết nữa, Thi Ngọc Anh cũng thấy khó hiểu. Chúng ta chen qua đi, đừng để chị Khánh Vi chờ lâu. Phan Thanh Nga vừa nhìn thấy Bùi Khánh Vi đã vui mừng vẫy tay, chị Khánh Vi, bọn em dọn dẹp xong. Chứ, rồi, còn chưa nói ra, cô ta đã há hốc miệng. Châu Trấn Đông nhìn thấy cảnh này liền tức giận chỉ tay về phía hai người kia rồi quát, này, bỏ Tiểu Vi Tử ra, không ai được động vào Tiểu Vi Tử của tôi. Anh ta gạt tay Lại Ngọc Lam và Tống Nhất Thành ra, sau đó kéo Bùi Khánh Vi về sau người mình. Hai người các anh là ai, rằng rằng kéo kéo, muốn làm gì hả? Mọi người bị Châu Trấn Đông đột ngột chen ngang làm cho sững sờ. Đây là tình huống gì vậy, ba người đàn ông cùng tranh giành một cô gái? Hay là cô gái này bắt cá ba tay? Bùi Khánh Vi thấy đám người kia nhìn mình bằng ánh mắt kỳ quặc, còn chỉ trỏ trỏ bàn luận khiến sức chịu đựng của cô cũng nhanh chóng lên đến đỉnh điểm. Cô quay đầu đi thẳng ra phía ngoài, Lại Ngọc Lam vội vàng đi theo, tôi có chuyện muốn hỏi cô. Hai người kia cũng theo sau, phút chốc một trái một phải kẹp lấy anh ta. Có chuyện gì nói thẳng ở đây đi. Tống Nhất Thành vừa nói xong, Châu Trấn Đông cũng gật đầu nói theo, đúng vậy, có gì anh nói thẳng ở đây đi. Lại Ngọc Lam thấy bọn họ canh giữ nghiêm ngặt trái phải thì dừng một chút, rồi đột nhiên ngữ điệu trầm xuống, tới cả sắc mặt cũng nghiêm túc hơn rất nhiều. Anh ta nói với Bùi Khánh Vi về vụ án bắt người uy hiếp hơn một tuần trước, tôi cần cô tới cục cảnh sát cung cấp khẩu cung. Tôi chỉ đi qua thôi, cần khẩu cung gì? Hơn nữa, tôi không nhìn thấy người, sao khai gì với anh được? Lại Ngọc Lam vẫn không buông tha, nói, nhưng hôm đó, lúc tôi tới khách sạn xem camera, phát hiện lúc đó cô nói chuyện với tôi xong liền đi thẳng ra cửa sau khách sạn, cô đi đâu? Tôi đi dạo cho tiêu cơm, không được sao? Nói dối thì ai có thể so với cô được? Hơn nữa, cô tin Cát Nghĩa sẽ dọn dẹp sạch sẽ trận đấu súng kia, không để lại một dấu vết. Nếu chỉ là đi dạo, tại sao lại có người trúng đạn được đưa vào bệnh viện? Lại Ngọc Lam hỏi, việc này hỏi phía cảnh sát các anh. Uy hiếp trên phố, bạn tôi vô tội còn bị trúng đạn ngộ thương, chị An của thành phố Dương Đông này đúng là quá kém rồi. Lúc Bùi Khánh Vi nói câu này, trong mắt rõ ràng đang mang ý cảnh cáo. Điều này khiến Lại Ngọc Lam khẽ run lên. Chuyện Cổ Tần Linh bị trúng đạn, cục cảnh sát sớm đã nhận được điện thoại từ bệnh viện gọi tới khi tối hôm đó cô ấy được đưa vào viện. Lúc đó, anh ta định đích thân đi điều tra, nhưng lại nhận được điện thoại của cấp trên nói chuyện này đi xem qua hiện trường là được, có người khác tiếp nhận rồi. Điều này khiến anh ta rất nghi ngờ. Bây giờ Bùi Khánh Vi nói là vô tình bị thương, rõ ràng là không muốn nhắc tới chuyện này.
Lẽ nào lần này cô tới thành phố Dương Đông lại mang theo nhiệm vụ gì sao? Bùi Khánh Vi thấy anh ta đứng ngây ra đó, cô cũng chẳng còn kiên nhẫn dây dưa nữa. Cảnh sát lại, xin anh đừng tiếp tục lãng phí thời gian của tôi nữa có được không? Bây giờ anh không mặc cảnh phục, căn bản không có tư cách mời tôi đi uống trà. Hơn nữa, tôi là một công dân tốt của thành phố, anh cứ quấn lấy tôi như thế này sẽ khiến người khác hiểu lầm tôi đấy. Lại Ngọc Lam bị cô dạy dỗ thì ngây người im lặng. Tống Nhất Thành thấy Lại Ngọc Lam bị mắng xối xả, lập tức cười đắc ý. Bùi Khánh Vi chừng anh ta, đồng thời lạnh mặt nói, còn anh nữa, sau này đừng túm lấy tôi rồi hỏi tại sao tôi không nhận gì đó của anh nữa, bởi vì tôi và anh không thân. Lúc này, Tống Nhất Thành không cười được nữa. Bùi Khánh Vi chỉnh đốn hai người bọn họ xong, giống như nữ vương phát lệnh với Châu Chấn Đông, chúng ta đi thôi. Châu Chấn Đông ngoan ngoãn đi theo sau. Mấy người còn lại lập tức đi theo, ra khỏi bệnh viện. Lê Phương Ly đi tới bên cạnh cô, hỏi, người kia không phải ở thành phố An Tây sao? Vừa nãy, ngay cái nhìn đầu tiên, cô đã nhận ra Lại Ngọc Lam. Bị điều qua đây, giọng Bùi Khánh Vi vẫn còn hơi lạnh lùng, dĩ nhiên trong đó còn có sự tức giận. Cùng với Thiên Dạ sao? Bùi Khánh Vi lắc đầu, không phải, là trùng hợp mà thôi. Chị Khánh Vi, vừa nãy chị ngầu lắm đó, hai người kia bị chị mắng không nói được gì nữa. Phan Thanh Nga nịnh nọt. Lê Phương Ly thấy Phan Thanh Nga tới thì không tiếp tục hỏi nữa, chỉ im lặng đi bên cạnh. Châu Chấn Đông thì hừ lạnh một tiếng, mắng thì có tác dụng gì, đối phó với loại người xấu xa đi quấy rồi người khác như thế này thì phải vặn tay từng người một, giống như lần trước Tiểu Vi Tử vặn tay Thiên Dạ ấy. Vặn một tay của Thiên Dạ còn nhẹ, nếu như tôi có khả năng, nhất định sẽ vặn gãy tay cô ta luôn. Nếu không vì cô ta thì Cổ Tần Linh sẽ không chịu khổ. Chuyện này không phải cứ im ỉm là có thể giải quyết. Bây giờ Cổ Tần Linh đã chuyển viện rồi, dựa theo lời hẹn của Bùi Khánh Vi với An Chính Đức, qua hai ngày nữa cũng phải về đơn vị, chúng ta nhất định phải tìm được cách giải quyết mới được. Kiều Duy Nhất lên tiếng. Đúng đấy, chuyện này rốt cuộc phải như thế nào đây? Châu Chấn Đông nhăn nhó băn khoăn, cuối cùng đề nghị, hay là chúng ta cùng đi nói chuyện với An Chính Đức lần nữa đi, dù gì lần này chính trị viên cũng tới rồi, lật bài trước mặt chính trị viên thì chưa chắc chúng ta đã bất lợi. Nhưng vấn đề là từ tối hôm đó, chính trị viên chỉ xuất hiện vài phút nên bây giờ không thể tìm thấy thầy ấy. Lông mày Lê Phương Ly khẽ nhíu lại. Đối với vị chính trị viên thần bí này, Lê Phương Ly luôn cảm thấy có gì đó kỳ quái. Hình như mỗi lần anh ta đều như thiên binh thiên tướng đột nhiên xuất hiện, sau đó lại biến mất thần bí. Điều quan trọng nhất là mỗi lần Bùi Khánh Vi xảy ra chuyện, anh ta mới xuất hiện. Rốt cuộc người này và Bùi Khánh Vi có quan hệ gì? Chi bằng hỏi An Chính Đức đi. Nói không chừng An Chính Đức đã gặp chính trị viên rồi. Đề nghị lần này của Châu Chấn Đông được sự đồng tình và chấp thuận của mọi người. Bùi Khánh Vi nghe bọn họ nói xong, chỉ cười đầy thâm ý, lần này về được hay không còn là vấn đề. Châu Chấn Đông thấy khó hiểu hỏi, hả? Là ý gì? Ý là, mọi người mau về khách sạn thu dọn đồ đạc, trả phòng, sau đó tập trung ở khách sạn tôi đang ở. Bùi Khánh Vi tràn đầy hứng thú, thúc giục bọn họ rời đi. Đám người kia không nghi ngờ gì nữa, gật đầu, được, bọn tôi thu dọn xong sẽ tới tìm cậu. Châu Chấn Đông lại chỉ Mã Công Trường cả đường không hề nói câu nào, chờ chút, vậy Mã Công Trường phải làm thế nào? Tôi không về đơn vị nữa. Tại sao? Khó khăn lắm cậu mới có thể bắn súng, chỉ cần kiểm tra một lần nữa là có thể vào rồi, tại sao lại không về nữa? Mã Công Trường không giải thích mà chỉ nói, tôi về trước đây. Sau đó liền rảo bước chạy về phía xe buýt đang sắp dừng lại. Mã Công Trường, Mã Công Trường. Ngay lập tức Châu Chấn Đông muốn đuổi theo nhưng bị Phan Thanh Nga ngăn lại, bỏ đi, bỏ đi, mấy ngày nay cậu ta đã chịu đủ dày vò rồi, để cậu ta về nghỉ ngơi đi, chúng ta giải quyết chuyện của Bùi Khánh Vi trước, bây giờ chuyện đó quan trọng hơn. Châu Chấn Đông nhìn chằm chằm vào chiếc xe buýt đang dừng ở đó, tức giận nói, không được, cái tên khốn kiếp này. Tiểu Vi Tử đã hy sinh nhiều như vậy, cậu ta lại không dám quay về. Cậu ta dám không về, tôi, sau này tôi không có người anh em này. Đúng vậy, tên khốn kiếp này dám phủ tấm lòng chị Khánh Vi, tôi sẽ là người đầu tiên không tha cho cậu ta. Sau đó hai người chạy về hướng xe buýt kia. Thấy hai người bọn họ không suy nghĩ gì đã lên xe đánh nhau với Mã Công Trường, Kiều Duy Nhất, Thi Ngọc Anh và Lê Phương Ly cũng vội vàng chạy lên khuyên can. Bùi Khánh Vi đứng bên đường nhìn chiếc xe đó tiếp tục chạy về phía trước, tới khi nó biến mất trong dòng xe, cô đột nhiên quay ngược lại, đi tới một góc trên đường. Có một chiếc xe màu đen đỗ ở đó. Lúc cô vừa từ cửa bệnh viện đi ra đã phát hiện có xe theo mình. Không cần nghĩ cũng biết người đó là ai. Cô đi tới cạnh cửa chiếc xe, hai tay đút vào túi,
nhìn vào trong xe. Cửa xe bị dán một lớp màu đen nên không thấy được tình hình bên trong, nhưng Bùi Khánh Vi vẫn cứ nhìn không hề kiêng kỵ. Chủ nhân của chiếc xe cũng không mở cửa hoặc hạ kính, giống như không hề có người trong xe. Cắt ra, lần sau đi theo dõi thì làm ơn đổi biển số đi. Bùi Khánh Vi dựa vào cột đèn bên đường, nhếch miệng cười chế giễu. Rất nhanh, cửa xe liền hạ xuống, Cát Nghĩa ngồi trong xe cười ha ha, trí nhớ của cô Bùi quả thật không tồi, trong tình huống vội vàng căng thẳng như ngày hôm đó mà vẫn còn có thể nhớ được biển số xe của tôi. Không biết Cát gia chờ tôi ở đây có chuyện gì? Trời nóng như vậy, chi bằng đi uống một cốc. Không, hai ngày nay không được nghỉ ngơi tử tế, tôi muốn về sớm đi ngủ một giấc. Bùi Khánh Vi lắc đầu từ chối. Cát Nghĩa không miễn cưỡng, chỉ hỏi cô vài câu về vết thương của Cổ Tần Linh. Bạn cô bây giờ ổn rồi chứ? Tạm gọi là ổn định rồi. Ổn định được là tốt rồi, nếu bạn cô xảy ra chuyện gì, vậy thì tôi thật sự là quá áy náy. Bùi Khánh Vi cười nhẹ một tiếng, khẽ cúi người xuống, tựa lên bệ cửa, cắt ra theo con đường này lâu như vậy rồi, tôi tưởng là ông sớm đã không còn cái gọi là áy náy nữa. Triệu Lực ngồi trên ghế lái, nghe thấy lời Bùi Khánh Vi thì tức giận nói, cô nói gì vậy, có phải muốn đánh nhau không? Bùi Khánh Vi nghiêng người qua, ánh nhìn quét qua tay hắn, nhướng mày cười nói, vết thương trên tay khỏi rồi sao? Ý uy hiếp trong câu nói đó khiến Triệu Lực nghẹt thở, phút chốc không còn kiêu căng nữa. Hắn vừa mới đi tháo bột cánh tay này hôm trước xong, khó khăn lắm mới được tháo ra, hắn không muốn phải đi bó lần nữa đâu. Thấy thuộc hạ của mình vì một câu nói của Bùi Khánh Vi mà sau vài giây đã trở nên ngoan ngoãn phục tùng, Cát Nghĩa không những không tức giận, mà cười trầm thấp, cô Bùi hài hước như vậy càng khiến Cát Mỗ muốn mời cô gia nhập. Bùi Khánh Vi cười lạnh, Cát gia, tôi nghĩ chắc không cần tôi nhắc lại tới lần thứ ba đâu nhỉ. Phải nói thật là hiện tại, tôi chỉ có một thuộc hạ tốt là Tiểu Thất, nhưng tôi thấy cô ta không bằng cô. Cô ta quá kiêu căng, còn cô có thể thích ứng được với bất kỳ môi trường nào và bất cứ lúc nào, cô là một người hợp với gu nhất mà tôi từng gặp. Ánh mắt sâu thẳm của Bùi Khánh Vi khẽ dao động, mang theo ý cười lạnh thấu xương, vậy sao? Thế thì ông hãy nói cô Tiểu Thất kia tốt nhất hãy trốn đi, cẩn thận không một ngày nào đó rất có thể sẽ phơi thây trên phố đó. Nụ cười của Cát Nghĩa hơi ngưng lại vài phần. Bùi Khánh Vi cúi người, ý lạnh máu tanh không ngừng trào dâng trong mắt, Cát gia, chuyển lời tới cô ta, nhất định phải cẩn thận, tốt nhất là đừng có đi đường ban đêm. Cô ta giết bạn tôi, món nợ này nhất định tôi sẽ đòi bằng sạch. Cát Nghĩa thấy cô lạnh lùng lại trái tính trái nết thì sau lưng bỗng ớn lạnh. Bùi Khánh Vi khẽ gõ mấy cái vào mép cửa xe rồi khôi phục lại dáng vẻ cười thản nhiên như lúc nãy, cứ như thể sự thay đổi của cô chỉ là do Cát Nghĩa tự mình ảo tưởng ra mà thôi. Nhưng Cát Nghĩa rất rõ đó không phải là ảo giác, cô gái này quả là có sự sắc bén như vậy, khiến ông ta thấy càng hứng thú. Nắm đấm hoàn mỹ như thế. Không không không, không thể chỉ nói về nắm đấm đơn giản như vậy, ông ta thay đổi ý định rồi, cô gái này hoàn toàn có thể thay mình làm việc. Hay là thế này, cô gia nhập đội của tôi sẽ giao cô ta cho cô, thế nào? Cát Nghĩa cười đề nghị. Bây giờ trong lòng Cát Nghĩa chỉ có một suy nghĩ đó là thu phục cô, nhất định phải thu phục cô. Bùi Khánh Vi nhướng mày, cúi đầu nhìn người trong xe, Cát gia, ông là một người thông minh, ông hà tất cố chấp muốn chạm tay vào trái bom là tôi đây làm gì chứ? Lần này tôi muốn chơi một lần tử tế. Dường như Cát Nghĩa cũng ngầm có hàm ý gì đó, nói xong, ông ta chuyển chủ đề, nếu cô Bùi đã mệt rồi thì tôi không phiền nữa. Có điều, lần này tôi tới là rất thành tâm thành ý mời cô gia nhập, hy vọng cô có thể nghiêm túc suy nghĩ. Tôi sẽ còn tới nữa. Nói rồi, ông ta lệnh cho Triệu Lực lái xe. Chiếc xe nhanh chóng nhập vào làn xe chạy, chỉ để lại mình Bùi Khánh Vi đứng đó, gió thổi thổi loạn mớ tóc ngắn của cô. Ánh nhìn của cô không ngừng hướng theo chiếc xe kia, khóe miệng khẽ cười. Trong xe, Cát Nghĩa thông qua kính chiếu hậu nhìn Bùi Khánh Vi, miệng cũng có nụ cười giống như vậy. Lúc về tới nhà máy bỏ hoang kia thì đã tối, lúc đó, vòng đấm bốc mới đang diễn ra, Thiên Dạ đang đấu với một người đàn ông da đen. Dưới đài thi đấu náo nhiệt vô cùng, từng trận hò reo dường như muốn nổ tai vang lên. Cát Nghĩa đi vào, đứng ở vòng ngoài nhìn Thiên Dạ trên sàn đấu. Lúc Thiên Dạ nhìn thấy Cát Nghĩa nhìn mình, cô ta như cháy lên hy vọng một lần nữa, mỗi lần khua nắm đấm đều gọn gàng nhanh lẹ, hoàn toàn không để ý tới vết thương của mình. Làn sóng hò hét dưới khán đài ập tới, trận đấu của Thiên Dạ càng lúc càng nhanh, cú đấm cuối cùng cô ta hạ gục hoàn toàn tên da đen kia. Người bên dưới như phát điên, âm thanh vô cùng inh tai nhức óc. Thiên Dạ ngẩng đầu nhìn về phía Cát Nghĩa giống như trước kia, có điều lần này Cát Nghĩa không vỗ tay cổ vũ cô ta như trước mà chỉ lạnh lùng liếc nhìn cô ta trên sàn đấu, sau đó lên tầng đóng sầm cửa lại. Phút chốc,
hy vọng nhen nhóm lên trong lòng Thiên Dạ bị dập tắt nhanh chóng. Cô ta bị vứt bỏ rồi sao? Vậy cô ta phải hoàn thành nhiệm vụ này thế nào đây? Chờ tất cả mọi người rời đi rồi, Triệu Lực đứng ở phía dưới sàn thi đấu nói với mấy người quét dọn, mau lên, dọn dẹp sạch sẽ chỗ này, chúng ta còn đi rửa xe của Cát Gia nữa, vừa nãy lúc tới bệnh viện bên đó có một vũng nước to, làm bẩn xe rồi. Thiên Dạ đang định quay về phòng nghỉ ngơi, sau khi nghe thấy hai chữ bệnh viện thì bất giác dừng chân lại, hỏi, Cát Gia bị thương sao? Triệu Lực lắc đầu, hờ hững đáp lại, không phải, ngày ấy tới đợi cô gái lần trước vặn gãy tay chị đó. Nghe nói hôm nay cô gái bị thương kia chuyển viện nên Cát Gia nhân cơ hội tới đó. Ông ta chờ Bùi Khánh Vi làm gì? Lẽ nào thật sự muốn thu nạp cô ta? Thiên Dạ vừa nghĩ tới ánh mắt lạnh lùng của Cát Nghĩa với mình ban nãy, bất giác tay liền siết thành nắm đấm. Bọn họ nói chuyện gì vậy? Giọng Thiên Dạ lạnh lùng hỏi. Triệu Lực nhíu mày, lắc đầu nói, chuyện này. Tôi không thể nói. Nói rồi Cát Gia sẽ đánh chết tôi. Thiên Dạ liếc hắn, vậy anh dùng tiền công ty đi đánh bạc, thua tới mức vốn liếng mất hết, chuyện này có cần tôi nói với Cát Gia không? Triệu Lực trừng hai mắt, sợ hãi nói, tôi sai rồi. Chị Thất, Cát Gia muốn cô gái đó gia nhập, còn nói chị Thất không bằng cô ta, nói chị quá kiêu căng, không bằng cô ta dễ dàng thay đổi thích nghi gì đó. Còn gì nữa? Cát Gia nói lần này không thành công, lần sau sẽ còn tới mời cô ta, nói mình rất có thành ý. Dưới sự uy hiếp của cô ta, Triệu Lực nói hết toàn bộ. Hắn nhìn thấy bộ mặt sầm xuống như có thể nhỏ nước của Thiên Dạ, trong lòng sợ hãi hoang mang, lắp bắp nói, chuyện đó, chị Thất à, điều nên nói tôi đã nói rồi, tôi đi trước đây. Nói xong, hắn chạy mất tăm hơi. Thiên Dạ vẫn đứng im ở đó, nghiến răng nói từng chữ, Bùi, Khánh Vi. Triệu Lực chạy thẳng lên tầng 2 gõ cửa phòng VIP mà Cát Nghĩa đang ở trong. Cát Gia, hắn đứng ở cửa khẽ gọi một tiếng. Cát Nghĩa đang ngồi trên bộ sofa, trên tay kẹp một điếu xì gà đang cháy, ổn thỏa rồi chứ? Dạ, em đã nói hết với chị Thất chuyện buổi chiều Cát Gia tới tìm cô Bùi rồi. Triệu Lực đóng cửa lại, đứng trong phòng, cung kính đáp. Cát Nghĩa gật đầu, rất tốt. Cát Gia, ngài thật sự muốn dùng mạng của chị Thất để đổi lấy cô ta sao? Cát Nghĩa ngước mắt lên, khuôn mặt mang theo nụ cười bí hiểm, sao hả, mày tiếc nuối tiểu Thất sao? Trong làn khói nghi ngút, vẻ mặt của ông ta không nhìn rõ lắm, giọng nói không nặng không nhẹ khiến Triệu Lực chột dạ, hắn thật thà đáp, không phải, em chỉ thấy chị Thất tốt hơn cô ta. Giọng của Cát Nghĩa khẽ nâng cao, tốt chỗ nào? Cô gái kia không nghe lời bằng chị Thất. Chính miệng cô ta cũng đã nói cô ta là quả bom hẹn giờ, ngộ nhỡ tới lúc phát nổ rồi thì chúng ta phải làm sao đây? Khóe miệng Cát Nghĩa nhếch lên, yên tâm, chỉ cần điều khiển ở trong tay tao, nổ hay không đều nằm trong tầm kiểm soát của tao cả. Điều khiển, lẽ nào Cát Gia đã có lợi thế gì trong tay ư? Khi Triệu Lực còn đang nghi hoặc thì Cát Nghĩa lại hỏi, sau khi biết chuyện, cô ta phản ứng thế nào? Triệu Lực cung kính đáp, rất tức giận. Cát Nghĩa nhìn chăm chú vào điếu xì gà trong tay, nhìn làn khói chậm chậm bay lên, không biết trong lòng ông ta đang suy nghĩ điều gì. Trong phòng bỗng trở nên yên lặng. Triệu Lực không dám kinh động Cát Nghĩa, chỉ có thể yên lặng đứng chờ. Cuối cùng, rất lâu sau, Cát Nghĩa đột nhiên lên tiếng, ngày mai tới khách sạn mà cô ta ở chờ đi. Triệu Lực ngây người, sau đó mới gật đầu phản ứng lại. Trước khi rời đi, hắn lại yếu ớt hỏi một câu, nhưng... Cát Gia, cho dù ngài thích người này thì cũng không nhất định phải giết chị Thất. Hai người bọn họ hoàn toàn có thể cùng làm việc cho ngài. Lần này, Cát Nghĩa hơi không vui nhíu mày. Ông ta cảm thấy hôm nay Triệu Lực bảo vệ tiểu Thất quá nhiều. Thật ra, sở dĩ Triệu Lực bảo vệ Thiên Dạ như vậy, nguyên nhân lớn nhất là vì lúc trước em trai Triệu Lực gặp tai nạn giao thông, lúc đó Thiên Dạ kịp thời tới cứu nên em trai hắn mới giữ được mạng. Ba mẹ mất lúc Triệu Lực còn rất nhỏ, chỉ để lại một em trai nhỏ dại nên hắn rất thương yêu đứa em trai này. Lúc biết được cô gái vừa được Cát Gia thu nhận đã cứu mạng em trai của mình, hắn vô cùng cảm kích, luôn nghĩ cách để có thể báo đáp. Cho nên hắn mới nghĩ tới việc nói vài câu tốt về cô ta trước mặt Cát Gia để Cát Gia chú ý tới cô ta hơn. Nhưng hắn chưa có bất cứ hành động nào thì cô gái tiểu Thất vừa lên sàn đấu đã trở thành người được cưng chiều mới của Cát Gia, ai nấy đều phải cung kính gọi cô ta là chị Thất. Cho tới hôm nay, lúc hắn biết được Cát Gia muốn dùng mạng của chị Thất để đổi lấy một người khác, hắn vẫn không thể nhịn được mà hết lần này tới lần khác bảo vệ cô ta. Tuy nhiên hắn lại không biết tài xế đâm em trai hắn khi đó do chính Thiên Dạ bỏ tiền mua chuộc, mục đích là cố ý để Triệu Lực chú ý tới cô ta. Cát Nghĩa ngồi trên sofa lạnh lùng liếc hắn. Mày thấy thái độ vừa rồi của cô ta rồi đấy, cô ta sẽ bằng lòng làm việc cùng tiểu Thất sao? Đương nhiên là không rồi.
dùng Tiểu Thất đổi lấy cô Bùi gia nhập, vụ buôn bán này tao chỉ lãi chứ không có lỗ. Hơn nữa, không thể giữ Tiểu Thất ở lại, chỉ bằng lợi dụng thứ bỏ đi để làm cái gì đó. Ông ta nhìn chằm chằm vào điếu xì gà trong tay, lúc nói tới câu cuối cùng, khóe miệng lộ ra một ý cười thâm sâu. Trong làn khói nghi ngút, nụ cười của ông ta khiến Triệu Lực hơi rùng mình, không nhịn được mà nuốt nước bọt. Lợi dụng thứ bỏ đi, không giữ lại được. Triệu Lực ở bên ông ta lâu như vậy, biết khi ông ta nói ra những lời này có nghĩa là đã coi chị Thất là người chết rồi. Chuyện đã quyết rồi, Cát Gia nhất định sẽ không thay đổi. Ông ta lấy mạng của chị Thất để đổi lấy việc cô Bùi gia nhập, chuyện này giống như ván đã đóng thuyền, tuyệt đối không thể thay nữa. Triệu Lực không dám tiếp tục nói nữa, còn nói nữa sẽ chạm tới giới hạn của Cát Gia, vậy thì hắn cũng sẽ chết. Cát Gia lại hỏi lần nữa, bên Phú Hải sao rồi? Triệu Lực cung kính đáp, sau khi đám người già đó biết chuyện này, việc đầu tiên là tìm người mới lên nắm quyền. Cát Gia cười lạnh, mấy lão già này cũng biết mượn gió đẩy thuyền nhỉ, chỉ là không biết Phú Hải có hối hận về quyết định của mình không thôi. Triệu Lực sợ những lời vừa nãy của mình khiến Cát Nghĩa không vui, lập tức nịnh nọt, chắc chắn là hối hận rồi, nhưng có hối hận thế nào chắc chắn ông ta cũng không thể ngờ được tất cả chuyện này đều do một tay Cát Gia vạch ra, dù ông ta qua sau đó tiêu diệt ông ta. Nhưng Triệu Lực chỉ biết một mà không biết hai. Cát Gia tung tin đồn sẽ tiêu diệt Phú Hải để kích động lòng hiếu thắng của Thiên Dạ, khiến cô ta bắt người về, sau đó mượn chuyện của Phú Hải để thử bản lĩnh của Bùi Khánh Vi. Nếu Bùi Khánh Vi thật sự có bản lĩnh có thể giúp mình bắt được Phú Hải, vậy ông ta sẽ kéo người này về, nếu không thể, vậy cho dù cô ta có chết dưới tay thuộc hạ của Phú Hải cũng không đáng tiếc. Tất cả đều do tao bày ra, chuyện gì cũng trong dự liệu, nhưng không ngờ cuối cùng lại xảy ra một chuyện mà tao không đoán trước được. Cát Nghĩa nhếch miệng cười, dập điếu xì gà trong tay. Triệu Lực thấy dáng vẻ đó của ông ta thì rụt cổ lại, nín thinh đứng trong phòng. Được rồi, mày ra ngoài đi. Dạ. Triệu Lực gật đầu xong liền quay người định ra ngoài. Đúng lúc hắn chạm vào nắm cửa, giọng Cát Nghĩa lại vang lên. Phải rồi, chỗ hàng kia giao tất cho mày, nhớ tìm người trông coi cho tốt, tuyệt đối không được để xảy ra vấn đề. Triệu Lực thề thốt bảo đảm. Dạ, em tuyệt đối không để nó xảy ra bất kỳ vấn đề gì. Ừ, mày ra ngoài đi. Triệu Lực mở cửa đi ra ngoài. Cùng lúc đó, sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi với Cát Nghĩa, Bùi Khánh Vi không về khách sạn ngay mà đi dạo loanh quanh trung tâm thành phố để khuây khỏa, tiện vào hiệu thuốc mua ít thuốc trị vết thương ngoài ra. Cho tới khi trời tối, cô mới về khách sạn. Mở cửa phòng, phòng tối đen như mực, rèm cửa dày che khuất tất cả mọi thứ bên ngoài. Cô vừa quay đầu đóng cửa phòng lại thì bất ngờ có một bóng đen phía sau nhào tới. Giác quan nhạy bén của Bùi Khánh Vi đã lập tức nhận ra ngay từ giây phút đầu tiên. Sao có thể như vậy? Ký hiệu bên ngoài cửa mà cô đánh dấu không hề bị phá, theo lý mà nói sẽ không có ai có thể vào mới đúng. Lúc cô vừa vào thuê phòng đã nhắc với người ở quầy lễ tân trước là không cần cho người vào dọn dẹp phòng của mình. Hơi thở Bùi Khánh Vi khẽ thay đổi, đang định vung tay dốc toàn lực vung ra thì nghe thấy trong bóng tối truyền tới một giọng nói, là tôi. Hoàng Hạo Phong. Nhận thức này đã chuyển tới não nhưng vì thế tay Bùi Khánh Vi quá mạnh, muốn thu cũng không kịp nữa nên cánh tay đó đập thẳng vào cổ Hoàng Hạo Phong. Dường như Hoàng Hạo Phong cũng nhận ra cô không kiểm soát được tốc độ, đúng lúc anh định nhanh chóng lui về phía sau thì lại thấy chỗ mình đứng nấp có một cái gương. Tuy anh không chắc chắn cú đánh đó của Bùi Khánh Vi có làm vỡ gương hay không, nhưng nếu gương vỡ, mảnh vỡ đó chắc chắn sẽ cứa vào tay cô. Thế là anh chỉ có thể đứng yên và giơ tay lên đỡ. Hoàng Hạo Phong bị đập thẳng vào gương, phát ra một tiếng vang nặng nề. Anh không sao chứ? Bùi Khánh Vi biết cú đánh đó của mình vô cùng mạnh, cô tưởng là có người không tốt lẻn vào nên gần như đã dốc hết toàn lực ra. Hoàng Hạo Phong nhịn đau khẽ cười, vẫn ổn, không vấn đề gì, chỉ hơi đau chút thôi. Sau khi Bùi Khánh Vi nghe thấy anh không sao mới yên tâm trở lại. Dĩ nhiên, cô cũng chú ý tới cái gương kia, cũng biết hậu quả tiếp theo là gì, chỉ là không ngờ Hoàng Hạo Phong lại gắng tiếp chiêu đó thay mình. Thật là một kẻ điên. Cho dù cú đánh của cô không đánh gãy tay anh nhưng ít nhất cũng sẽ bị rạn xương. Bùi Khánh Vi quan tâm tới vết thương ở eo của anh đành phải đỡ anh tới sofa, tiện thể bật đèn lên. Lúc nhìn thấy khuôn mặt đó dưới ánh đèn, cô sững sờ. Đúng là khuôn mặt của Hoàng Hạo Phong. Anh ta điên rồi sao? Dùng khuôn mặt này để vào phòng mình, bị người đó theo dõi thấy được thì phải làm thế nào? Có điều, nếu anh ta dám làm như vậy thì chắc chắn đã phải chuẩn bị 100% rồi. Sao hôm nay anh tới sớm vậy? Sau khi Bùi Khánh Vi xác định cú đánh ban nãy không làm rách vết thương ở eo anh, lúc này mới không mấy vui vẻ hỏi, không phải thường là sau nửa đêm mới lén mò tới sao? Hoàng Hạo Phong cúi đầu, tóc mái che mất sắc mặt anh, không thể nhìn rõ được tâm trạng trong đáy mắt anh,
ừ, trong người không khỏe, đi qua đây tạm thời nghỉ ngơi một chút. Chẳng trách, thì ra là chuyện phát sinh ngoài kế hoạch. Có điều, không khỏe. Bùi Khánh Vi nhướng mày, vết thương không bị rách, sao lại không khỏe được? Lẽ nào là đau quá hay sao? Bùi Khánh Vi nhặt hộp thuốc rơi trước cửa lên, đưa qua, đây là thuốc giảm đau tôi mua, anh uống đi. Hoàng Hạo Phong ngẩng đầu, ánh đèn tường ấm áp chiếu lên mặt anh, khuôn mặt anh tuấn của anh lộ rõ đường nét, đôi mắt kia càng làm tăng thêm vẻ dịu dàng như ngọc. Nhưng chỉ quân tử một tí tẹo thôi là đột nhiên lại thấy anh bật dậy từ sofa, như một con báo săn ngủ đông tích trữ đầy năng lượng bổ nhào qua Bùi Khánh Vi. Bùi Khánh Vi nhíu mày, cô cảm thấy Hoàng Hạo Phong không có ác ý, càng không có sát ý, vậy nên không có động tác phản kích mà chỉ nhích người sang muốn né tránh. Dường như Hoàng Hạo Phong sớm đã biết nên đưa tay ra trực tiếp tóm lấy bàn tay cô kéo cô lại bên mình. Anh ôm chặt lấy cô, thấp giọng nói, không cần, em chính là thuốc của tôi rồi. Bùi Khánh Vi sững sờ, sầm mặt lại nói, anh ôm đủ chưa vậy? Chỉ vì để ôm một chút mà không màng tới cả vết thương của mình, hôm nay đầu người này bị cửa kẹp sao? Chỉ ôm một chút thôi, chút chút thôi. Hoàng Hạo Phong ôm chặt không chịu buông tay, mặt vùi trên xương quai xanh của cô, giọng nói mang theo sự lạc lõng, nghe giọng của anh hơi là lạ. Lẽ nào bên Hoàng Hạo Khải có vấn đề gì sao? Anh làm như vậy, không sợ đám người kia phát hiện sao? Cô không vùng vẫy, chỉ thờ ơ nhắc một câu. Quả nhiên cơ thể người ôm mình khẽ run lên, sau đó buông tay. Bùi Khánh Vi rời khỏi lòng anh, đứng lên nói, tôi phải tới chỗ An Chính Đức một chuyến. Tuy nhiên, một giây sau lại bị anh tóm lấy tay một lần nữa. Cô quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Hoàng Hạo Phong cũng đứng lên, anh nhìn mãi vào tay Bùi Khánh Vi, nói, đi rửa tay trước đã. Bùi Khánh Vi nhìn tay mình, tay tôi không bẩn. Ánh mắt Hoàng Hạo Phong lạnh xuống, bẩn rồi. Khoảnh khắc đó, Bùi Khánh Vi thấy hơi thở của anh có vẻ không được ổn định. Cô thật sự không hiểu được hôm nay rốt cuộc Hoàng Hạo Phong có chuyện gì, lúc thì tâm trạng không được tốt, lúc thì bắt mình đi rửa tay bằng được, kỳ quặc. Còn chưa chờ cô mở miệng hỏi, Hoàng Hạo Phong đã ngẩng đầu, nói với cô, em rửa xong tay tôi sẽ đi. Vậy không rửa tay thì cứ ở đây không chịu đi sao? Ánh mắt Bùi Khánh Vi từ khó hiểu chuyển sang vẻ lạnh lùng, cô sầm mặt lại, híp mắt hỏi, anh đang uy hiếp tôi? Giọng cô như một gáo nước lạnh dội từ đầu xuống chân anh, Hoàng Hạo Phong bừng tỉnh trở lại, mới biết mình đúng là mê sảng nên mới dám nói với cô bằng giọng điệu này. Từ trước tới giờ cô gái này chỉ thích mềm chứ không thích cứng, hơn nữa còn là anh yêu cầu quá vô lý, cô càng không dễ tiếp nhận. Hoàng Hạo Phong bình tĩnh lại, sau đó buông tay cô ra, lùi về sau một bước, mỉm cười, không sao đâu, tôi đi đây, em ngủ sớm đi. Sau đó, anh nhanh chóng rời khỏi phòng, để lại Bùi Khánh Vi đứng ở đó, mày nhíu chặt lại. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại đi vào nhà tắm rửa tay. Đến khi rửa xong cô mới hối hận, sao mình lại bị câu nói kỳ quặc của Hoàng Hạo Phong ảnh hưởng chứ? Lau tay thật mạnh, cô đi về phía phòng của An Chính Đức. Cốc cốc cốc, tiếng bước chân trong phòng nhanh chóng vang lên, cửa được mở ra, lúc An Chính Đức nhìn thấy Bùi Khánh Vi thì không khỏi sững sờ, ngay sau đó sắc mặt sầm xuống. Bùi Khánh Vi không hề để ý. Cô chưa bao giờ để ý tới ánh mắt và sắc mặt của bất cứ ai, bất luận là kinh ngạc hay phẫn nộ. Cô lờ đi, bước vào trong, ngồi xuống sofa nói, Cổ Tần Linh đã chuyển viện rồi. Tôi đã đặt vé tàu hỏa, ngày mai về đơn vị. An Chính Đức nể mặt cô không hề chạy trốn, thậm chí tới cả việc Cổ Tần Linh rời đi cũng đích thân tới báo cáo, lúc này sắc mặt mới dịu đi một chút. Anh ta ghét nhất chính là lính đảo ngũ, ngay cả trách nhiệm cơ bản nhất cũng chẳng có. Để qua mấy hôm nữa đi. Sắc mặt An Chính Đức lập tức trở nên khó coi, ngầm mang theo sự phẫn nộ, sao hả, dám làm không dám chịu. Bây giờ biết sợ rồi sao? Bùi Khánh Vi lắc đầu, cười, không phải, mấy ngày nay bọn họ không được nghỉ ngơi, để bọn họ nghỉ ngơi 2 ngày rồi hắn quay về. Lúc này An Chính Đức thật sự bị sự nhởn nhơ thoải mái của cô chọc giận, đập bàn, dầm, một tiếng, nghỉ ngơi mấy ngày. Cô tưởng chúng ta đang đi du lịch sao? Cô có biết bây giờ mình đang có thân phận gì không? Chuyện này tôi đã báo cáo với tiểu đoàn trưởng rồi, cô không thoát được đâu. Bùi Khánh Vi tựa vào sofa, nghiêng đầu hỏi, hôm đó, sau khi chúng ta đi, Thiên Dạ không nói gì khác với thầy sao? An Chính Đức tức giận chất vấn, cô hy vọng cô ấy nói cái gì? Gỡ tội giúp cô à? Bùi Khánh Vi nhìn vẻ mặt tức giận của anh ta, biết không phải anh ta giả vờ. Nghe tôi đi, qua 2 ngày nữa hãy đi. Bùi Khánh Vi lạnh nhạt nói. Kiểu ra lệnh này hoàn toàn khiến An Chính Đức tức giận, Bùi Khánh Vi. Bùi Khánh Vi cũng phát hiện giọng điệu mình hơi quá đáng nên dịu giọng, bác sĩ nói tôi mất máu quá nhiều, sức khỏe không thích hợp ngồi xe đường dài.
Nếu thầy không tin, tôi có thể đi tìm bác sĩ viết giấy xác nhận để chứng minh cho thầy. Mấy máu quá nhiều, cô làm sao vậy? Lửa giận của An Chính Đức bớt đi rất nhiều, nhìn cô từ trên xuống dưới, muốn nhìn ra được cô bị thương ở chỗ nào. Bùi Khánh Vi chỉ lên vết kim đâm trên bàn tay còn hơi xanh đen, nói cũng không có gì, truyền máu cho cổ Tần Linh nhiều quá, ngay lập tức không thích ứng kịp. An Chính Đức suy nghĩ chốc lát rồi nói, vậy thì 3 ngày. Thêm 1 ngày cũng không được. Được, cảm ơn thầy. Nói xong chuyện chính, cô không tiếp tục ở lại nữa, đi thang máy xuống phòng mình. Đêm đó, Bùi Khánh Vi phát hiện Hoàng Hạo Phong không hề tới phòng của mình, không bị anh làm phiền, cô được ngủ một giấc ngon lành. Sáng hôm sau, khi trời đã sáng hẳn, phục vụ bên ngoài đúng giờ đưa đồ ăn tới. Đồ trên xe thức ăn vẫn nhiều như vậy, nhìn có vẻ rất phong phú. Cô ăn sáng xong thì yên tĩnh ngồi trong phòng, giống như đang chờ ai tới vậy. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Khóe miệng Bùi Khánh Vi dần hiện ra nụ cười lạnh lùng. Cô đứng dậy mở cửa, nhìn thấy Cát Nghĩa và Triệu Lực. Bùi Khánh Vi cười như không cười, khoanh tay lại nói, Cát gia, ông không cần tới gặp tôi nhanh như vậy chứ. Cát Nghĩa cười nói, không còn cách nào khác, tôi sợ không nhanh, tới lúc đó cô đi rồi tôi không tìm được cô thì làm thế nào? Cả thành phố Dương Đông còn có nơi mà Cát gia không tìm được sao? Cát gia tươi cười, chỉ vào trong phòng, tôi có thể vào trong ngồi không? Tới đây thì là khách, đã là khách, có lý nào lại không được vào? Bùi Khánh Vi mở rộng cửa, tỏ ý mời ông ta vào. Cát Nghĩa đi vào, phát hiện trong phòng không có ai khác, ông ta hơi kinh ngạc nhìn Bùi Khánh Vi, cô ở một mình sao? Một mình tôi ở không được sao? Bùi Khánh Vi ngồi trên sofa, cười rót cho ông ta một ly nước. Cát Nghĩa nhìn qua một vòng rồi cũng ngồi xuống, chí ít cũng phải có 2 người cùng ở với cô mới được. Tôi đâu phải thiên kim tiểu thư, không cần nhiều người hầu hạ như vậy. Bùi Khánh Vi cười đẩy ly trà qua. Ha ha ha, cũng phải, cô mạnh như thế cơ mà. Cát Nghĩa cười nhận lấy, nhưng ông ta không uống. Bùi Khánh Vi thầm nhíu mày, biết là những người kiểu này đều có cảnh giác cơ bản nhất nên cô cũng không nói gì, tựa lưng vào sofa, ông định ngồi chỗ tôi bao lâu? Ngồi tới khi nào cô thấy đủ thì tôi mới đi. Bùi Khánh Vi khẽ cười, không nói gì thêm. Triệu Lực đứng sau sofa thấy cảnh này, chỉ thấy kỳ lạ tại sao Cát gia đặc biệt tới đây nhưng lại không nói một câu nào với cô Bùi. Ban đầu, lúc Cát gia bỏ tiền mua chị Thất không hề tốn sức như thế này, trực tiếp bỏ tiền ra mua rồi dẫn đi thôi, sao lần này cũng là 10 người gia nhập mà lại tốn công như vậy? Hơn nữa, dường như Cát gia cũng rất bằng lòng. Lẽ nào vì cô Bùi đánh nhau giỏi hơn chị Thất nên Cát gia mới nhẫn nại hết lần này tới lần khác? Sự si mê với đấu quyền anh của Cát gia đã tới mức khiến người khác phẫn nộ rồi. 3 người cứ yên lặng ngồi trong phòng như vậy, chờ thời gian qua đi. Khoảng nửa tiếng sau, Bùi Khánh Vi đứng lên, đang định nói Cát Nghĩa có thể đi thì đột nhiên bên ngoài truyền vào một loạt tiếng bước chân dồn dập, sau đó là tiếng cửa phòng của Bùi Khánh Vi bị đập rầm rầm. Không xong rồi, chị Khánh Vi, Mã công trường có chuyện rồi. Bùi Khánh Vi đứng dậy cau mày, ra hiệu Cát Nghĩa đừng lên tiếng, đi tới cửa, lạnh lùng hỏi, có chuyện gì? Phan Thanh Nga bên ngoài vội vàng nói, mẹ Mã công trường gọi điện cho em nói từ lúc về tới giờ sắc mặt Mã công trường rất u ám, sáng nay dì ấy thấy Mã công trường cầm theo khẩu súng ra ngoài rồi. Cầm súng ra ngoài, mặt Bùi Khánh Vi dần lạnh đi. Đáng chết thật, sớm biết vậy đã không chữa khỏi bệnh sợ súng cho anh. Chắc chắn là hôm đó tên này đã nhân lúc hỗn loạn giấu súng vào người, sau đó vẫn chờ thời gian để đi tìm Thiên Gia trả thù. Không ngờ lại chờ tới lúc cổ Tần Linh được đưa đi rồi mới hành động, không thể không nói, anh ta cũng biết nhẫn nhịn thật đấy. Chị Khánh Vi, có phải anh ta đi báo thù cho cổ Tần Linh không? Phan Thanh Nga ngoài cửa lo lắng không yên. Câu này còn phải hỏi sao? Dĩ nhiên là đúng rồi. Vốn dĩ Bùi Khánh Vi không muốn quan tâm chuyện này, cô chỉ tới chữa cho Mã công trường, giờ Mã công trường khỏi rồi, những thứ khác không liên quan tới cô nữa, cô không tốt bụng tới mức này. Nhưng đúng lúc cô muốn đuổi Phan Thanh Nga để bọn họ tự nghĩ cách thì lại nhớ ra Cát Nghĩa đang ở đây, suy nghĩ của cô chợt thay đổi, nói với Phan Thanh Nga ngoài cửa, các cậu tới sàn đấu quyền anh trước đi, tôi sẽ tới ngay. Vậy em đi trước đây. Bùi Khánh Vi cụp mắt xuống suy nghĩ chốc lát, cuối cùng quay người nói với Cát Nghĩa, đưa tôi đi một chuyến. Cô Bùi kính thích đi nhờ xe quá đấy. Tuy Cát Nghĩa nói như vậy nhưng vẫn đứng lên, cười đi ra ngoài cửa. Bùi Khánh Vi nhún vai nói, không còn cách nào khác, bạn tôi đi tìm thuộc hạ của ông báo thù. Ông là ông chủ, dù thế nào cũng phải đích thân đi một lần mới đúng chứ. Rời khách sạn, Bùi Khánh Vi chở Cát Nghĩa ngồi vào xe rồi cũng thuận thế ngồi vào, điều này khiến Triệu Lực kinh ngạc. Việc cùng ngồi ở ghế sau có ý nghĩa rất khác, chỉ có ông chủ và cấp trên mới có thể làm vậy,
những người khác chỉ có thể ngồi ở ghế phụ, đến cả chị Thất trước kia được cưng chiều như vậy cũng không có tư cách ngồi ghế sau cùng cắt ra, cô Bùi này thật sự là to gan. Thuộc hạ là thuộc hạ, chút phân biệt đẳng cấp này nên rõ ràng một chút. Thông qua kính chiếu hậu, Triệu Lực nhìn Cát Gia phía sau, phát hiện ông ta khẽ cau mày, đây là dấu hiệu ông ta tức giận. Hỏng rồi, cô Bùi này chết chắc rồi. Triệu Lực thầm nghĩ, tuy nhiên, lúc hắn đang chờ lửa giận của Cát Gia thì không ngờ ông ta lại ra lệnh, lái xe đi. Địch, không phải chứ, rốt cuộc người này có lai lịch thế nào mà có thể khiến Cát Gia yêu thích như vậy? Triệu Lực nén sự khó hiểu trong lòng lại, lái xe hòa vào dòng xe cộ. Sàn đấu ở ngoại thành, bọn họ xuất phát từ trung tâm thành phố, cả chuyến đi mất hơn 2 tiếng. Cuối cùng cũng tới đích, Bùi Khánh Vi xuống xe vào trong trước. Mới tới cửa đã nghe thấy tiếng Châu Chấn Đông kinh ngạc hét lên, Mã công trường. Ngay sau đó liền nghe thấy tiếng nặng nề như có vật gì đó đổ xuống. Sau đó, lại nghe thấy Châu Chấn Đông tức giận chất vấn, cô có cần phải tuyệt tình như vậy không, dù sao cậu ta cũng là. Thiên Dạ lạnh lùng ngắt lời, là anh ta chủ động tự tìm tới chịu đòn, không liên quan gì tới tôi. Lê Phương Ly, nhưng cô cũng không nên đánh anh ta ra thành như thế này. Nếu cô không phục thì có thể báo thù tôi giúp anh ta, tôi không có ý kiến. Thiên Dạ khiêu khích chào mời khiến Lê Phương Ly tức giận thật sự. Hai lần trước, chỉ vì Lê Phương Ly nghĩ là chiến hữu nên không ra tay mà thôi, nếu là kẻ địch thì nhất định cô sẽ không thua Thiên Dạ. Lê Phương Ly lập tức thay đổi sắc mặt, giao đấu với cô ta luôn. Hai người đều là cao thủ, tuy Lê Phương Ly không có đấu pháp xảo quyệt như Bùi Khánh Vi nhưng cũng là tay đấm trưởng thành từ quân đội. Nếu nói Bùi Khánh Vi và Thiên Dạ đấu với nhau là một trận đánh đầy chênh lệch thì trận này giữa Thiên Dạ và Lê Phương Ly là trận đấu giữa cao thủ với cao thủ. Một người từ nhỏ đã được huấn luyện trong quân đội, còn một người là được An Chính Đức dốc lòng dạy bảo. Hai người đều rất thông thạo với những đường bước trong quân đội, đến cả bước tiếp theo đối phương sẽ ra chiêu gì cũng đều nắm rõ. Chỉ có điều, dần dần, Thiên Dạ phát hiện dường như Lê Phương Ly không như trước kia nữa, mỗi chiêu thức đều vô cùng ác liệt khiến cô ta tấn công trượt mấy lần liền. Thiên Dạ biết Lê Phương Ly đang nghiêm túc thật sự. Bùi Khánh Vi đứng ở cửa nghe thấy tiếng đấm đá, tay ấn cửa nhất thời thả lòng. Cô yên lặng đứng bên ngoài, cô biết lần này Lê Phương Ly sẽ không bỏ qua cho Thiên Dạ nữa. Cho dù không giống mình làm gãy một tay của cô ta nhưng dù thế nào cũng phải khiến vết thương của cô ta rách ra rỉ máu lần nữa mới thôi. Một lúc sau, trong phòng lại truyền tới âm thanh một vật nặng rơi. Lúc này Bùi Khánh Vi mới mở cửa, quả nhiên, máu trên tay Thiên Dạ đã lan ra hết ống tay áo, cô ta đang dốc sức đứng lên. Còn Lê Phương Ly đứng đó lạnh lùng nhìn cô ta. Khi Bùi Khánh Vi thong thả bước vào, ánh mắt lạnh như băng của Thiên Dạ lập tức nhìn về phía Bùi Khánh Vi nhưng Bùi Khánh Vi không hề nhìn về phía cô ta. Cô đứng bên cạnh Mã công trường, hờ hững nhìn quét qua người bị thương đang nằm dưới đất, tùy ý hỏi, bây giờ chúng tôi có thể đưa người đi chưa? Thiên Dạ tưởng là cô đang nói chuyện với mình, còn chưa kịp nói không được thì đã nghe thấy một giọng nói vang lên ngoài cửa, dĩ nhiên, xin mời. Là Cát Gia, sao ông ta lại tới? Thiên Dạ không khỏi nhớ tới câu nói của Triệu Lực, khóe mắt dần hiện những cảm xúc kỳ lạ. Cảm ơn Cát Gia, rồi Bùi Khánh Vi nói với nhóm người Châu Chấn Đông, đưa anh ta ra ngoài đi. Nhưng Mã công trường dựa lên người Châu Chấn Đông lập tức kích động, anh ta vùng vẫy, tôi không đi, tôi không đi. Tôi phải giết cô ta để báo thù cho cổ Tần Linh. Khóe mắt anh ta đỏ rực, rõ ràng là cảm xúc đang dâng tới đỉnh điểm. Thiên Dạ hờ hững, chỉ dựa vào anh mà đòi giết được tôi. Tôi nghĩ chắc anh cũng chẳng cần xương sườn bên kia nữa đúng không? Mã công trường bị cô ta kích động, lập tức đứng lên, muốn xông lên phía trước. Châu Chấn Đông vội vã ngăn anh ta nhưng vô ích, anh ta giống như phát điên, gầm lên như một con thú, trong lúc vùng vẫy, đột nhiên cả người anh ta cứng đơ, ngay sau đó là phun máu ra ngoài. Bùi Khánh Vi cau mày, nhân lúc mọi người giữ chặt anh ta, cô ấn nhẹ vài cái lên ngực, quả nhiên là có vài chỗ ở xương sườn bị lõm, hơn nữa còn bị lõm rất nặng. Có thể xương sườn đã đâm vào nội tạng rồi, cần đưa ngay tới bệnh viện. Cảm xúc của Mã công trường đã sụp đổ nên căn bản không nghe bất cứ điều gì, buông tôi ra, tôi phải giết cô ta báo thù cho cổ Tần Linh. Thấy anh ta còn muốn xông lên phía trước, Châu Chấn Đông vội vàng túm chặt lấy vai anh ta nói, Mã công trường, cậu đừng có điên nữa được không? Hiện giờ cổ Tần Linh vẫn còn sống, còn có khả năng tỉnh lại, nhưng nếu cậu bắn phát súng này, cậu chính là phạm nhân giết người, còn chưa đợi cổ Tần Linh tỉnh lại cậu đã bị súng giết chết rồi. Cả đời không gặp được cổ Tần Linh đâu. Mã công trường sững người lại, anh ta nhìn chằm chằm Thiên Dạ đứng trước mặt, thở dốc, máu theo khóe miệng anh ta lăn xuống, nhưng cổ Tần Linh không đáng nhận sự dày vò lần này,
đều là vì cô ta, vì cô ta. Đối diện với những lời chỉ trích này, Thiên Dạ che lấy vết thương đã rách miệng trên tay mình, chỉ lạnh lùng trần thuật lại, rốt cuộc là vì ai, anh rõ hơn tôi, anh không dám tìm thủ phạm thật sự nên mới tìm tôi làm vật thế thân. Nói thật, tôi không đánh chết anh đã là không tệ rồi. Câu nói này rõ ràng đang ám chỉ Bùi Khánh Vi mới là hung thủ giết người. Bùi Khánh Vi không để ý tới điều này, cô nói với Cát Gia bên cạnh, Cát Gia, người này tôi sẽ dẫn đi, hy vọng ông không truy đuổi nữa. Cát Gia cười, xua tay, rất rộng lượng nói, không sao, trẻ tuổi nông nổi, rất bình thường. Điều này khiến ý lạnh nơi đáy mắt Thiên Dạ tăng thêm vài phần. Cô ta không hiểu Bùi Khánh Vi có gì tốt, đã không nghe mệnh lệnh của bất kỳ ai, làm việc cũng không theo nguyên tắc, không thể nào khiến người ta tin tưởng được. Nhưng tại sao lại có nhiều người tin tưởng Bùi Khánh Vi như vậy? Thậm chí cả Cát Gia cũng muốn vứt bỏ thuộc hạ nghe lời là cô ta mà quay ra thích một người hoàn toàn không để ý gì tới ông ta như vậy. Tôi muốn giết cô ta, giết cô ta. Tôi phải báo thù cho Cổ Tần Linh. Mã Công Trường bị ghìm chặt, lúc cảm thấy người bị kéo ra ngoài cửa, anh ta bắt đầu không màng tới bản thân mình, một lần nữa vùng vẫy, các cậu buông tôi ra, tôi phải báo. Bùi Khánh Vi đập vào gáy Mã Tưởng. Phút chốc, cả người Mã Công Trường mềm nhũn, lập tức được Châu Chấn Đông và Kiều Duy Nhất đỡ lấy. Đưa anh ta đi đi. Sắc mặt Bùi Khánh Vi không vui. Chuyện hôm nay phải cảm ơn Cát Gia, còn cả việc ông cho đi nhờ xe nữa. Lúc nói tới chuyện đi nhờ xe, Bùi Khánh Vi không biết cố tình hay vô ý mà nói chậm lại một chút. Cát Nghĩa cười với cô Bùi khách sáo rồi. À phải rồi, chuyện kia cô cứ thử suy nghĩ một chút nhé. Bùi Khánh Vi sững sờ, không ngờ Cát Nghĩa lại nói thẳng ra như vậy, cô cười nhẹ, tạm biệt. Vừa ra khỏi nhà máy bỏ hoang, một chiếc xe van đã dừng bên ngoài, tài xế từ trong xe đi ra vẫn là tài xế lần trước đưa bọn họ đi bệnh viện. Cát Gia nói tôi đưa bọn cô đi bệnh viện. Bùi Khánh Vi cũng không từ chối, đáp, làm phiền rồi. Hai tiếng sau, xe dừng ở trước cửa lớn bệnh viện, bọn họ Mã Công Trường chạy thẳng vào phòng cấp cứu. Lần này Bùi Khánh Vi không căng thẳng như trước nữa, sau khi xác nhận tài xế kia đã rời đi, cô mới đi vào phòng cấp cứu, bảo Lê Phương Ly nói chuyện này với An Chính Đức, sau đó ngồi yên lặng ở đó. An Chính Đức nhận được tin tức vội vàng chạy tới, lúc nhìn thấy đám người kia đứng trước phòng phẫu thuật thì phẫn nộ, các cô cậu đang làm cái gì thế này, sao lại thay nhau vào viện vây hà? Có phải là chê chuyện của Cổ Tần Linh còn chưa đủ loạn không? Châu Chấn Đông thấy anh em tốt của mình bị đánh như vậy, trong lòng sớm đã không vui rồi, không phải do học trò cưng của thầy làm ra sao? Mã Công Trường bị Thiên Dạ đánh gãy sau cái xương sườn, tổn thương nội tạng, bác sĩ nói cũng may tới viện kịp thời, nếu không toàn bộ xương gãy văng vào phổi thì không cứu nổi. Trong lòng An Chính Đức run lên, anh ta vô cùng khó hiểu, đang yên đang lành, sao Thiên Dạ lại đánh Mã Công Trường chứ? Còn không phải, Châu Chấn Đông, Kiều Duy Nhất lập tức lên tiếng chặn lại. Lúc này Châu Chấn Đông mới nghĩ ra, lập tức im lặng. An Chính Đức tức giận nói, tại sao không nói tiếp vậy, các cậu còn muốn giấu tôi cái gì? Châu Chấn Đông cứng đầu cứng cổ nói, thầy tưởng bọn tôi không muốn nói sao, là bởi vì không tin tưởng thầy mà thôi, thầy gọi điện cho chính trị viên, để thầy ấy qua đây, có thầy ấy ở đây, bọn tôi sẽ nói. Chính trị viên của các cậu tới rồi sao? Châu Chấn Đông kinh ngạc, thầy chưa gặp chính trị viên của chúng tôi à? Chưa hề, sao có thể vậy, hôm đó rõ ràng thầy ấy có tới tìm bọn tôi, còn nói chuyện này thầy ấy sẽ xử lý. Lẽ nào thầy ấy lừa chúng ta? Châu Chấn Đông nhìn về phía Lê Phương Ly bên cạnh, câu cuối cùng rõ ràng là đang hỏi Lê Phương Ly. Không đâu, thầy ấy sẽ không lừa chúng ta. Lê Phương Ly nhìn về phía Bùi Khánh Vi đang ngồi ở hành lang. Chuyện này liên quan tới sống chết của Bùi Khánh Vi, thầy ấy tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn như vậy. Bùi Khánh Vi vẫn thản nhiên giả bộ không biết, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi. Thời gian qua đi, đèn bên ngoài phòng phẫu thuật vẫn còn sáng. Thời gian ca phẫu thuật này không ngắn hơn ca phẫu thuật của Cổ Tần Linh là bao. Thời gian phẫu thuật dài 6 tiếng đồng hồ, bác sĩ mới đi từ bên trong ra. Bác sĩ, bạn tôi sao rồi? Bác sĩ bị Châu Chấn Đông túm lấy. Không sao rồi, phẫu thuật rất thành công, có điều phải nằm giường nghỉ ngơi một thời gian mới được. Bác sĩ gạt tay anh ta ra rồi cởi khẩu trang. Là anh sao? Châu Chấn Đông vừa nhìn đã nhận ra người trước mắt. Anh ta không phải là Tống Nhất Thành, bác sĩ hôm qua nắm chặt tay Bùi Khánh Vi không buông sao? Là tôi. Tống Nhất Thành cười, bệnh nhân hiện giờ đang khâu, sẽ ra ngay thôi, các cậu chờ thêm chút nữa. Nói xong, anh ta liền đi thẳng tới trước mặt Bùi Khánh Vi. Bùi Khánh Vi cảm thấy một cái bóng bao trùm phía trước mình, từ từ mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn về phía Tống Nhất Thành phía trước.
Tống Nhất Thành đứng trước mặt cô, nhoẻn miệng cười, dáng vẻ vô cùng rộng lượng phóng khoáng. Cô xem tôi tốt biết bao, cho dù hôm qua cô nói những lời không hay như vậy, nhưng tôi vẫn giúp cô điều trị cho bạn của cô đấy. Bùi Khánh Vi đứng dậy, cô không thích cảm giác bị người khác nhìn từ trên cao xuống. Anh là bác sĩ, chữa khỏi cho bệnh nhân là trách nhiệm của anh. Nhưng tôi có thể giao lại cho người khác. Bùi Khánh Vi gật đầu, giống như đồng ý với câu nói của anh ta, vậy nên tôi mới thấy lạ, không phải anh là bác sĩ của khoa thần kinh sao? Tại sao chuyện của khoa xương khớp anh cũng chen chân vào? Tống Nhất Thành kiêu ngạo ngẩng đầu, rất không may, tôi cũng có hiểu biết về chỉnh hình, vậy nên chỉ gãy xương cho bạn của cô cũng không thành vấn đề. Bùi Khánh Vi nhìn hành động trẻ con của anh ta, đột nhiên thấy anh ta hơi giống với Hoàng Hạo Phong. Lúc Hoàng Hạo Phong diễn vai chính trị viên cũng mang khuôn mặt lạnh và phong cách quản giáo nghiêm khắc, chỉ có tới chỗ cô là bày vẻ nịnh nọt, làm xấu. Tống Nhất Thành cũng y như vậy, lúc làm việc thì mang phong cách cố chấp bá đạo rõ ràng, nhưng tới chỗ cô rồi thì lại chẳng khác nào câu học trò nhỏ. Bùi Khánh Vi thầm lắc đầu, quay người đi ra phía ngoài. Cô đi đâu? Tôi đâu có nắm tay cô chạy cái gì? Tống Nhất Thành thấy cô đi như vậy thì còn tưởng mình làm sai gì đó khiến cô không vui. Không phải tôi chạy, mà là đi nghỉ ngơi. Bùi Khánh Vi không quay đầu lại, chỉ đáp. Tống Nhất Thành khó hiểu hỏi, cô không thăm bạn cô sao? Cậu ta sẽ được đẩy ra ngoài bây giờ đây. Không cần nữa, tôi không phải là cô giáo mầm non quản lý một đống trẻ con. Lúc nói câu này, Bùi Khánh Vi đã ra tới ngoài sảnh cấp cứu, biến mất vào bóng tối. Về tới khách sạn, cô tắm xong liền lên thẳng giường nằm. Hôm nay đi về thật sự quá mệt rồi, lại ngồi ở trong bệnh viện 6 tiếng đồng hồ, đầu cô đau như muốn nổ tung. Mở điều hòa, tắt điện, còn chưa sấy khô tóc cô đã chìm vào giấc ngủ. Không lâu sau, đột nhiên cô nghe thấy một tiếng động rất nhỏ ngoài cửa. Cô biết là Hoàng Hạo Phong cố ý phát ra tiếng động để mình biết anh có mặt. Hoàng Hạo Phong đứng bên giường, từ tiếng thở của cô phán đoán được cô đã tỉnh lại, nhưng anh không ngồi xuống, chỉ đứng ở đó nhìn nét mặt nghiêng của cô. Bùi Khánh Vi mở mắt, trong màn đêm, đôi mắt đó sáng như sao trên trời. Hôm nay Mã Công Trường đi tìm Thiên Dạ báo thù, bị cô ta đánh gãy sau cái xương sườn, tổn thương nội tạng, bây giờ còn ở trong viện. Hoàng Hạo Phong ừ một tiếng rồi từ từ ngồi xuống, giọng trầm thấp, em định làm thế nào, tôi sẽ phối hợp với em. Được, Bùi Khánh Vi gật đầu rồi lại ngủ tiếp. Hoàng Hạo Phong biết hôm nay cô quá mệt nên không tiếp tục quấy rầy nữa, khẽ tiếng muốn rời đi. Lúc mở cửa thì nghe thấy Bùi Khánh Vi ở trên giường nói một câu ngây ngô, tôi rửa tay rồi. Nói xong cô liền lật người thể hiện từ chối nói chuyện với anh. Vì tới bây giờ cô vẫn không hiểu được tại sao mình phải rửa tay, cũng không hiểu lúc này tại sao lại phải giải thích với anh như vậy nên cô không muốn nói chuyện với Hoàng Hạo Phong nữa. Hoàng Hạo Phong sững sờ, 3 giây sau mới phản ứng lại, khẽ cười rồi nhẹ một tiếng. Cảm giác vui vẻ đó khiến Bùi Khánh Vi trên giường hơi hối hận vừa nãy mình nhiều lời. Em nghỉ sớm đi. Hoàng Hạo Phong nói rồi giúp cô đóng cửa lại. Bùi Khánh Vi nghe thấy tiếng khóa cửa, không nhịn được mà phiền não. Còn Hoàng Hạo Phong đứng ở ngoài cửa, ý cười trên môi càng lúc càng rõ rệt. Một tay anh chặn trên môi, khẽ ho vài tiếng mới khống chế được sự kích động muốn cười thành tiếng. Cô gái này lại có thể đáng yêu như vậy sao? Mấy ngày sau, Mã Công Trường từ Nguy Hóa An được trở về phòng bệnh bình thường. Bác sĩ nói may là còn trẻ, hồi phục khá nhanh, chỉ cần nằm viện một tuần là có thể xuất viện. Vốn dĩ sau khi kết thúc phẫu thuật, quan sát 2-3 ngày xong là phải chuyển vào bệnh viện quân y, nhưng vì tổn thương tới nội tạng nên không được có tác động quá mạnh và lắc lư trên xe nên chỉ có thể ở trong bệnh viện nghỉ ngơi một thời gian, chờ tới khi dưỡng bệnh ổn rồi sẽ vào bệnh viện quân y làm một đợt kiểm tra và một loạt quá trình điều dưỡng. Lúc này, Châu Chấn Đông lo lắng vết thương của Mã Công Trường nên không chịu quay về, những người khác cũng rất đoàn kết thể hiện không chịu đi. An Chính Đức bất lực đành phải cho họ thêm thời gian một tuần, tỏ vẻ sau một tuần, tất cả mọi người đều buộc phải khởi hành về quân đội. Làm sao bây giờ, chị Phương Ly, An Chính Đức chỉ cho thời gian một tuần là phải quay về, nhưng hiện giờ đã qua 3 ngày rồi, chuyện của Thiên Dạ còn chưa giải quyết xong, chính trị viên cũng không tới. Trên đường về khách sạn, Phan Thanh Nga rất băn khoăn, nói như cầu cứu Lê Phương Ly. Thi Ngọc Anh vỗ vai cô ta, ra hiệu cô ta bình tĩnh giỏi nói, cậu đừng sốt ruột, lần này Mã Công Trường bị Thiên Dạ đánh bị thương, nói không chừng lại là cơ hội. Thiên Dạ rõ ràng biết Mã Công Trường là chiến hữu mà còn ác ý như vậy, chuyện này chắc chắn An Chính Đức sẽ tìm cô ta nói chuyện ra nhẽ, lúc đó sẽ là cơ hội của chúng ta. Nhưng Thiên Dạ cũng hoàn toàn có thể nói là cô ta đang tự vệ, dù sao Mã Công Trường cũng chủ động muốn giết cô ta mà. Đúng vậy, đúng là Mã Công Trường muốn giết cô ta, nhưng chúng ta đều biết Mã Công Trường là vì người khác. Sĩ quan huấn luyện cũng rất rõ,
nếu không phải gặp phải chuyện lớn, anh ta tuyệt đối sẽ không điên cuồng như vậy. Đến lúc đó vừa hay có thể nói ra chuyện của Cổ Tần Linh, kết hợp thêm với vết thương của Mã Công Trường, Thiên Dạ muốn rút lui an toàn là không thể. Lời nói rủ rỉ của Thi Ngọc Anh khiến Phan Thanh Nga không kìm được mà vỗ tay, tuyệt vời. Chiêu này hay, có chuyện đánh trọng thương chiến hữu, sao cô ta có thể phủi tay sạch sẽ chuyện Cổ Tần Linh được chứ? Nhưng chuyện này là cậu nghĩ ra sao? Phan Thanh Nga nhìn cô ta cười gian xảo. Thi Ngọc Anh hơi ngại ngùng nói, đây là kiểu duy nhất nghĩ ra, có điều tôi cũng có giúp suy luận mà. Suy luận. Phan Thanh Nga lại cười gian xảo khiến Thi Ngọc Anh muốn đánh cô ta. Có điều, để bảo đảm thì vẫn cần phải có chính trị viên bên cạnh, tôi chỉ sợ tới lúc đó An Chính Đức lại đứng về phía Thiên Dạ. Lê Phương Ly nói, chính trị viên là sợi dây bảo hiểm của bọn họ, có anh, bọn họ mới có thể chống lại An Chính Đức. Trước sự lạnh lùng của Lê Phương Ly, Phan Thanh Nga không dám vui đùa, gật đầu nói, đúng vậy, chị Phương Ly nói không sai, chúng ta vẫn phải đi tìm. Chính trị viên, ba từ cuối cùng, cô ta hét như thể nổ cổ họng khiến Thi Ngọc Anh không nhịn được mà bịt tay mình lại. Phan Thanh Nga, cậu làm cái gì vậy? Tôi không biết, cậu có cần gào to như vậy không? Không, không phải. Chính trị viên, là chính trị viên. Phan Thanh Nga chỉ người đàn ông ở cửa sảnh khách sạn, trong giọng nói khó che giấu được sự kích động. Lê Phương Ly và Thi Ngọc Anh nhìn theo hướng ngón tay cô ta chỉ, đúng thật là chính trị viên đang đứng đó. Mấy người bọn họ vội vàng chạy qua. Chính trị viên, Hoàng Hạo Phong gật đầu. Tôi phải tới chỗ sĩ quan An nghe anh ấy nói kết quả xử lý chuyện này nhưng tôi không biết Bùi Khánh Vi đang ở đâu, các cô dẫn tôi đi. Dạ. Phan Thanh Nga nhìn thấy cứu tình của mình tới rồi thì gật đầu như gà mổ thóc. Nhưng vừa lên tới tầng thì phát hiện Bùi Khánh Vi không có ở trong phòng. Lúc đó, Bùi Khánh Vi vừa quay trở về sau khi đi nói chuyện với Cát Nghĩa tại một nhà hàng. Mấy ngày nay, cô nhân lúc Mã Công Trường bị bệnh mà liên tục tiếp xúc với Cát Nghĩa, thời gian nói chuyện cứ ngày một dài lên. Tuy nội dung nói chuyện cơ bản không có gì quan trọng nhưng cô vẫn rất vui vẻ nói chuyện với ông ta. Đến lúc tiễn Cát Nghĩa lên xe, cô cảm thấy có đôi mắt lạnh lùng đang nấp ở chỗ khuất nhìn mình, cô biết cá đã cắn câu. Cô giả bộ như không biết quay về khách sạn thì thấy mấy người Phan Thanh Nga đang ngồi ở cửa phòng mình. Sao các cậu lại ở đây? Tâm trạng cô hôm nay rất tốt nên cười hỏi. Phan Thanh Nga đứng lên đầu tiên, đi tới trước mặt cô trách móc, chị Khánh Vi, chị đi đâu vậy? Em gõ cửa phòng chị rõ lâu mà chị không mở cửa. Dĩ nhiên Bùi Khánh Vi không nói chuyện Cát Nghĩa cho bọn họ, cô chỉ cười hỏi lại một câu, tìm tôi có việc gì vậy? Phan Thanh Nga vội vàng chỉ Hoàng Hạo Phong phía sau lưng, chị xem, ai tới kia? Bùi Khánh Vi khẽ gật đầu coi như chào hỏi, chào chính trị viên. Có phải rất ngạc nhiên không, em cũng thế. Hôm nay lúc chúng em đi về thì nhìn thấy thầy ấy, chị nói xem có trùng hợp không? Chính trị viên nói chuyện này nhất định phải giải quyết. Thiên Dạ dám giết người, còn đánh Mã Công Trường là đã hoàn toàn mất lý trí, vậy nên nhất định phải hủy nhiệm vụ của cô ta, lập tức gọi cô ta trở về. Phan Thanh Nga vừa nghĩ tới việc chính trị viên muốn giúp đỡ bọn họ liền cảm thấy khí thế ngút trời. Được, các cậu đi trước đi, tôi hơi choáng, về uống chút nước rồi tới luôn. Bùi Khánh Vi liếc nhanh qua Hoàng Hạo Phong, nói. Choáng sao? Sao đang tự nhiên lại choáng vậy? Phan Thanh Nga lo lắng hỏi. Không sao, mất máu quá nhiều mà thôi, nghỉ ngơi là sẽ ổn. Bùi Khánh Vi quẹt thẻ phòng, đi vào bên trong. Ồ, vậy bọn em cùng chị đi về uống nước nghỉ ngơi, sau đó cùng tới chỗ An Chính Đức nhé. Phan Thanh Nga đang nói, chân còn chưa bước tới đã nghe Bùi Khánh Vi nói một câu, không cần đâu, các cậu đi trước đi, tôi sẽ tới ngay. Sau đó, cửa phòng liền đóng lại. Đám người Phan Thanh Nga thấy Bùi Khánh Vi làm như vậy, không nhịn được mà sững sờ vài giây. Hoàng Hạo Phong lạnh lùng hạ mệnh lệnh, nếu đã như vậy thì chúng ta đi thôi, thời gian không chờ đâu. Nếu chính trị viên đã lên tiếng, bọn họ dĩ nhiên là ngoan ngoãn nghe lời rồi, ai nấy đều theo sau chính trị viên vào thang máy. Bùi Khánh Vi trong phòng xác nhận tất cả mọi người đã đi hết mới mở cửa lần nữa, sau đó để hé ra một khe hẹp. Cô ngồi trong phòng, rót cho mình một cốc nước, yên tĩnh chờ đợi chủ nhân của đôi mắt lạnh lùng theo dõi mình mấy ngày nay. Thời gian chậm chậm trôi qua trong căn phòng yên tĩnh. Bùi Khánh Vi ngồi nhìn cốc nước ấm trên bàn trà. Đột nhiên, cô khẽ nở nụ cười nhạt và chậm rãi quay đầu nhìn về phía cửa. Cửa phòng đã bị đẩy ra, đứng ở cửa chính là người mà cô đang muốn chờ đợi, Thiên Dạ. Thiên Dạ nhìn cô chăm chăm, toàn thân cô ta không ngừng tỏa ra khí lạnh. Chắc cô đi nhầm phòng, phòng của An Chính Đức ở phía trên. Bùi Khánh Vi cầm cốc nước đã nguội lên uống.
Ánh nắng mặt trời ngoài cửa sổ xuyên qua cốc nước trong suốt phản xạ một tia sáng hắt lên chiếc cổ mảnh khảnh của Bùi Khánh Vi, trông nó rất giống một lưỡi dao sắc bén đang muốn cắt cổ của cô. Thiên Dạ bị ánh sáng đó làm cho kích thích, hơi thở của cô ta rõ ràng trở nên không ổn định. Bùi Khánh Vi nhạy bén cảm nhận được ngay sự bất thường của cô ta nhưng cô vẫn ngồi im tại chỗ. Thấy mình bị xem thường, Thiên Dạ vô cùng tức giận. Cô ta bước nhanh vào phòng, hất văng cốc nước trên tay Bùi Khánh Vi rồi tóm lấy cổ cô. Choang, cốc nước bị đập mạnh vào mặt tường, nước trong cốc văng tung tóe khắp nơi, những mảnh thủy tinh vỡ vụn rơi đầy trên mặt đất. Bùi Khánh Vi vẫn thản nhiên ngồi đó, không thèm để ý đến cái tay kia một giây sau có thể bẻ gãy xương cổ của mình hay không. Mày có biết mình đang làm gì không? Thiên Dạ khom người, cố gắng áp chế lửa giận khiến các khớp xương trắng bệch. Bùi Khánh Vi nhếch miệng cười, khoan thai hỏi lại, hẳn là tôi phải hỏi cô câu này mới đúng chứ, cô có biết mình đang làm cái gì không, Thiên Dạ? Thiên Dạ rất ghét nụ cười của Bùi Khánh Vi, nó vừa châm chọc vừa vô cùng khiêu khích, giống như cô ta là một món đồ chơi bị Bùi Khánh Vi đùa bỡn trong lòng bàn tay vậy. Mày đã nói cái gì với Cát Gia? Thiên Dạ bóp cổ Bùi Khánh Vi, trong giọng nói lạnh lẽo lộ ra sự nôn nóng và phẫn nộ. Bùi Khánh Vi vẫn ung dung như cũ, thậm chí còn tựa hẳn lưng vào thành ghế sofa, cô ngẩng đầu nhìn Thiên Dạ, có liên quan gì đến cô à? Có liên quan gì? Cô ta lại hỏi là mình có liên quan gì? Từ hôm Cát Nghĩa đích thân đưa Bùi Khánh Vi đến sàn quyền Anh, Thiên Dạ đã không còn bình tĩnh được nữa. Huống chi sau đó Cát Nghĩa còn vì nể mặt Bùi Khánh Vi mà buông tha cho Mã Công Trường. Một kẻ muốn giết thuộc hạ của ông ta mà ông ta lại dễ dàng buông tha như thế. Như vậy có nghĩa là gì? Là cô ta đã bị vứt bỏ rồi phải không? Khi suy nghĩ này xuất hiện trong đầu Thiên Dạ, cô ta bắt đầu dò hỏi hành trình của Cát Nghĩa và bí mật theo dõi ông ta. 3 ngày liền, Bùi Khánh Vi không tự xuống lầu tiễn Cát Nghĩa. Chỉ có hôm nay cô đích thân xuống lầu mà hai người họ còn có vẻ rất vui vẻ, thậm chí trước khi Cát Nghĩa đi, Bùi Khánh Vi còn khẽ gật đầu. Bùi Khánh Vi hứa hẹn cái gì với Cát Nghĩa sao? Lúc nghĩ tới vấn đề này, Thiên Dạ hoàn toàn không thể chỉ bình tĩnh theo dõi được nữa, nỗi bất an khiến cô ta phải chạy ngay đến đây. Mày cố ý đúng không? Mày muốn cướp nhiệm vụ của tao, sau đó tranh thủ cơ hội cho mình lập công chuộc tội đúng không? Lúc này, Thiên Dạ đã bị cơn giận lấn áp lý trí. Cái tay kia giống như có thể bẻ gãy cổ Bùi Khánh Vi bất cứ lúc nào vậy. Bùi Khánh Vi khẽ cười, tôi có tội gì? Người có tội là cô mới đúng chứ. Thiên Dạ vô cùng phẫn nộ trước cái thái độ vòng vèo không chịu hợp tác của Bùi Khánh Vi, lực trên bàn tay cô ta đã chặt hơn một chút, cô ta nói thẳng, không phải mày đã nhận tội rồi sao, đã nhận tội thì nên làm một đứa tội phạm cho tốt, đừng có cướp đoạt công lao của người khác để rửa sạch tội danh cho mình. Vậy còn cô, bởi vì tôi sai lầm cho nên cô có thể yên tâm thoải mái giấu giếm việc mình không từ thủ đoạn à? Tao không có bất kỳ cái gì cần thiết phải giấu giếm hết, chuyện này vốn chính là lỗi của mày, chính một tay mày đã tạo thành bi kịch của nó. Bùi Khánh Vi bật cười, mỉa mai, cho nên phát súng kia của cô là đã cứu vớt cổ Tần Linh à? Vậy hẳn là cô ấy phải cảm ơn cô đã khiến cô ấy trở thành người thực vật rồi. Lời nói không nhẹ không nặng này lại làm cho hô hấp của Thiên Dạ trở nên nặng nề, lực siết trên tay cô ta bắt đầu mạnh hơn. Mày không cần nói sang chuyện khác. Nguyên nhân lớn nhất khiến nó trở thành người thực vật là vì mày, không phải à? Nếu như mày không hổ thẹn thì sao phải liều mạng tiếp cho nó 1500cc máu? Sắc mặt Bùi Khánh Vi dần trở nên tái nhợt, cô cười lạnh, đáp, đúng vậy, tôi áy náy đấy, nhưng tôi áy náy là vì trong cái khoảnh khắc tôi đẩy cô ấy vào trong, tôi đã tính toán tất cả những người có khả năng nổ súng nhưng lại không tính đến cô. Mà điều quan trọng nhất chính là, cô là chiến hữu của cô ấy mà lại nổ súng muốn giết cô ấy. Nếu không phải mày đẩy nó vào thì tao cũng sẽ không nghĩ tới chuyện dùng nó để lấy lại niềm tin của Cát Nghĩa. Dầm, cửa đột nhiên bị đạp mở toang ra, lực mạnh đập toàn bộ cánh cửa vào mặt tường, sau đó bắn ngược trở về. Thiên Dạ vẫn đang nắm lấy cổ Bùi Khánh Vi, nhưng ánh mắt lại chuyển hướng sang phía cửa. Ở cửa, An Chính Đức đang nhìn cô ta bằng ánh mắt ngỡ ngàng và phẫn nộ. Phía sau anh ta là Lê Phương Ly, Phan Thanh Nga và Thi Ngọc Anh đang hung tợn chờ đợi. Sĩ quan huấn luyện, Thiên Dạ kinh ngạc hô lên. Cô ta không hiểu tại vì sao lúc này An Chính Đức lại xuất hiện ở đây. An Chính Đức đứng đó, cơn tức giận khiến lồng ngực của anh ta phập phồng, trong mắt anh ta tràn ngập phẫn nộ và không thể tưởng tượng nổi. Em giết cổ Tần Linh, em muốn giết đồng đội của mình. Thiên Dạ quay đầu nhìn Bùi Khánh Vi, mặt cô ta trầm xuống, mày bẫy tao. Bùi Khánh Vi cười lạnh, hỏi, thì làm sao, chẳng lẽ tôi phải tiếp tục chịu tội thay cô à? Thiên Dạ bóp tay mạnh hơn, nghiến răng nghiến lợi nói, đương nhiên. Chuyện này ngay từ đầu đã là lỗi của mày,
là mày đẩy nó vào, nếu nói muốn giết người thì chính mày mới là kẻ đầu tiên muốn giết nó. Thiên Dạ dùng sức khiến Bùi Khánh Vi cảm thấy rất khó chịu, nhưng cô không hề phản kháng mà còn tỏ vẻ bất lực không thể đánh trả được. Biểu hiện giả tạo này khiến An Chính Đức đang trong cơn thịnh nộ càng thêm tức giận. Cô mau buông ra, Thiên Dạ, cô không thấy chị Khánh Vi đang không thở nổi đấy à? Phan Thanh Nga lo lắng kêu lên, tao không thả, nó là hung thủ, tao muốn giết chết nó. Thiên Dạ hung ác nhìn người trong tay mình. Thiên Dạ, em dừng ngay lại cho tôi. An Chính Đức quát to, nó là thủ phạm, chính nó mới là người đẩy Cổ Tần Linh đi vào, vì sao tất cả các người đều đứng về phía nó, vì sao? Cảm xúc của Thiên Dạ bắt đầu kích động mãnh liệt. Phan Thanh Nga vội vàng giải thích, không phải đâu. Chị Khánh Vi đẩy Cổ Tần Linh là vì muốn chữa chứng bệnh sợ súng cho Mã Công Trường chứ không phải là muốn giết cậu ấy. Chính cô mới là người thật sự muốn giết Cổ Tần Linh. Tay của Thiên Dạ dừng lại, chứng sợ súng. Không thể nào, hôm đấy lúc giết tao, kỹ thuật bắn súng của thằng đó rất chuẩn xác, nổ súng không hề thấy do dự, nếu tao không tránh kịp thì hiện giờ người chết chính là tao đấy. Như thế chỉ có thể nói là hiệu quả chữa trị của tôi không tệ. Hoàng Hạo Phong ở ngoài cửa nhìn thấy sắc mặt Bùi Khánh Vi tái đi, giọng nói suy yếu như vậy mà cô vẫn không chịu phản kích, trong lòng cũng trở nên nóng nảy. Anh rất sợ Thiên Dạ đang trong tâm trạng căng thẳng, nhỡ tay một cái bóp chết Bùi Khánh Vi thật thì sao? Anh không tiếp tục do dự nữa mà tiện tay vớ lấy cái chậu hoa ở cạnh cửa ném tới. Thiên Dạ bèn lập tức thả lỏng tay ra, nghiêng người tránh đi. Chậu hoa kia đập vào tường, vỡ toang. Cổ Bùi Khánh Vi được buông lỏng, không khí bỗng tràn vào phổi khiến cô ho sặc sụa. Tao không tin mày, mày chỉ là đang kiếm cớ để giải vây cho chính mình. Bùi Khánh Vi ngồi thẳng lên, đáp, được thôi, cứ coi như là tôi đang lấy cớ đi, cứ coi như đúng là tôi muốn giết Cổ Tần Linh đi, nhưng đó cũng không phải là cái cớ để cô có thể giết cô ấy đúng không? Bởi vì tôi muốn giết cô ấy cho nên cô nổ súng à? Thế có nghĩa là cô giúp tôi? Tình cảm giữa chúng ta tốt như vậy sao? Cảm xúc tức giận của Thiên Dạ như bị dập tắt đột ngột. Đừng có nói bởi vì tôi muốn giết người mà cho cô cái cớ để nổ súng. Tôi và cô là hai cá thể khác nhau, tôi đẩy người hay muốn giết người thì đó cũng là vấn đề của tôi, nhưng cô dựa vào cái gì mà bắn phát súng kia? Đương nhiên là bởi vì mày. Thiên Dạ còn chưa kịp tìm từ thì đã bị Bùi Khánh Vi ngắt lời, bởi vì tôi cái gì? Bởi vì tôi làm hại cô mất đi sự tin tưởng của Cát Nghĩa à? Câu này xoáy thẳng vào nỗi đau của Thiên Dạ khiến cô ta không nhịn được khẽ run người. Bùi Khánh Vi thấy phản ứng của cô ta như thế bèn tiếp tục nói, nhưng sự thật là sau khi tôi biết thân phận thật của cô cũng không chủ động đi tìm cô, thậm chí ngay cả lúc nhận ra cô, tôi cũng chưa từng làm hành động gì khác lạ. Còn cô không chỉ bắt cóc họ ngay giữa đường, thậm chí vì để ép tôi lên sàn mà muốn bóp nát cổ của Lê Phương Ly, để đến mức cuối cùng đấu thua tôi bị Cát Nghĩa phát hiện. Cát Nghĩa thấy cô vô dụng nên mới muốn từ bỏ cô rồi mời tôi gia nhập, không phải sao? Đối mặt với thái độ hùng hổ dọa người của Bùi Khánh Vi, Thiên Dạ có phần không thể chống đỡ được. An Chính Đức nghiêm mặt đi tới chỗ Thiên Dạ, cố gắng nhẫn nại hỏi, Thiên Dạ, em là binh sĩ mà tôi đã dốc lòng bồi dưỡng, sao em có thể làm như vậy? Anh ta không thể hiểu nổi. Mấy năm qua Thiên Dạ đã làm đến 5-6 nhiệm vụ, mặc dù đều không phải là nhiệm vụ lớn nhưng lần nào cô ta cũng hoàn thành vượt mức. Cho tới bây giờ vẫn chưa từng có bất kỳ sai lầm nào. Sao lần này lại không hợp với thói thường như thế? Giết đồng đội, nếu không phải do chính miệng Thiên Dạ nói ra, đến bây giờ An Chính Đức vẫn không thể tin được chuyện này là thật. Thiên Dạ đứng im lặng thật lâu, khi nhìn thấy ánh mắt kinh hoàng của An Chính Đức, lòng cô ta đau nhói. Cô trả lời với giọng cứng nhắc, em có lỗi gì? Em chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ thôi thì có lỗi gì chứ? Phan Thanh Nga tức giận mỉa mai, cô dùng máu của đồng đội để hoàn thành nhiệm vụ còn không biết sai à, cô đúng là không phải là người. Cứ coi như tao muốn giết nó đi, nhưng kẻ ban đầu đẩy nó vào chính là cô ta chứ không phải tao. Huống chi, muốn hoàn thành nhiệm vụ vốn luôn phải có tinh thần hy sinh bất cứ lúc nào, bất kể là ai. Điều này từ khi bắt đầu vào quân đội, các người đã nên có giác ngộ như vậy rồi. Thiên Dạ lạnh lùng nói ra từng câu, hy sinh thì cũng phải nhìn xem hy sinh vì ai. Vì cô à, có đáng giá không? Bùi Khánh Vi nhìn thoáng qua An Chính Đức đang vô cùng tức giận và kinh hoàng. Thiên Dạ trả lời ngay mà không hề suy nghĩ, có thể hoàn thành nhiệm vụ là được. Chát, một cái tát rơi thẳng vào mặt Thiên Dạ. Thiên Dạ không kịp đề phòng nên cứ thế bị tát lệch mặt sang một bên. Cô ta đã từng luyện tập rất nhiều, cũng bị An Chính Đức phạt rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên cô ta bị tát. Cái tát này khiến cô ta hoang mang, bối rối, kinh ngạc. Sự phẫn nộ và đau lòng hiện lên trong mắt An Chính Đức,
tay anh ta run run, đáng giá. Vì hoàn thành nhiệm vụ mà hy sinh đồng đội của mình là đáng giá à? Tôi dạy em những lời này lúc nào hả? Tôi đưa em từ cửa sau của sàn đấu đấm bốc về, chỉ dạy tận tình cho em là vì để em đền đáp quốc gia, để em cầm súng chĩa vào kẻ địch, chứ không phải là chĩa vào đồng đội và người thân của mình. Thiên Dạ quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt An Chính Đức, em làm như vậy cũng là vì hoàn thành nhiệm vụ, cũng là vì đền đáp quốc gia. An Chính Đức cố gắng đè cơn phẫn nộ trong lòng xuống, cho nên em có thể cầm súng bắn đồng đội của mình sao? Thiên Dạ nghiêm mặt trả lời, em cho rằng dưới tình huống đó nổ súng là phương án tốt nhất. Kết quả lại nhận được tiếng cười khẽ của Bùi Khánh Vi là phương án tốt nhất để lấy được sự tín nhiệm của Cát Nghĩa Hà. Ánh mắt của Thiên Dạ lập tức chuyển đến trên người Bùi Khánh Vi, ánh mắt kia hung ác như đang muốn giết quách cô cho rồi. Tóm lại em không hề sai. Mặt cô ta lạnh băng, hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác áy náy hay hối hận nào. An Chính Đức tức muốn hộc máu, phải mất một lúc lâu anh ta mới ổn định được hơi thở rồi đanh giọng ra lệnh, em không cần phải làm nhiệm vụ này nữa. Cái gì? Thiên Dạ cau mày, em trở về cùng tôi, về chấp nhận xử phạt. Em không về. An Chính Đức không ngờ Thiên Dạ sẽ từ chối mình nên hơi ngẩn ra. Anh ta biết Thiên Dạ lâu như vậy rồi, từ trước đến nay Thiên Dạ chưa từng trái lời của anh ta. Đây là mệnh lệnh, An Chính Đức lại lạnh giọng lặp lại một lần nữa. Em từ chối. Trước khi em hoàn thành nhiệm vụ, em sẽ không quay trở về. An Chính Đức thấy cô ta cố chấp như thế thì lửa giận cũng bắt đầu bốc lên. Em, lặp lại lần nữa. Em không cho rằng mình đã làm gì sai, cho nên cũng không cần trở về chịu phạt. Sau khi nói xong, Thiên Dạ lại nhìn sang Bùi Khánh Vi, đây là nhiệm vụ của em, không ai có thể giành được. Em, An Chính Đức vẫn chưa răn dạy xong, Thiên Dạ đã nhanh chóng chạy ra khỏi khách sạn. Nhanh, mau ngăn cô ấy lại. Tốc độ của Thiên Dạ cực nhanh, An Chính Đức không bắt được cô ta bèn vội vàng hô lên. Phan Thanh Nga là người nóng tính, không quan tâm gì cả mà đã vội vàng tiến lên muốn ngăn chặn Thiên Dạ. Nhưng năng lực của cô sao có thể so sánh được với loại người đã được huấn luyện bài bản như Thiên Dạ, mới một chiêu mà Phan Thanh Nga đã từ người đi bắt biến thành người bị bắt rồi. Phan Thanh Nga, Thi Ngọc Anh nhìn thấy cảnh này, vội vàng muốn xông tới cứu người. Thiên Dạ nhanh nhẹn bóp lấy cổ họng của Phan Thanh Nga, hoàn toàn khống chế cô ở trước người mình. Tất cả lui ra phía sau, cô ta nhìn tất cả mọi người bằng ánh mắt hung ác. Tất cả đều sợ hãi trước hành động của cô ta, không ai dám bước lên phía trước. Thiên Dạ, em đừng làm chuyện điên rồ, mau thả Phan Thanh Nga ra. Thiên Dạ, em làm như vậy sẽ chỉ sai càng thêm sai thôi. Tôi chỉ muốn rời khỏi đây, nhưng các người lại ép tôi không biết mình sẽ làm cái gì đâu. Thiên Dạ nhích từng chút một về hướng thang máy. Khi đến cuối hành lang, cô ta bỗng nhiên đẩy Phan Thanh Nga ra, sau đó lách người vào trong thang máy đi mất. An Chính Đức đứng ngẩn ra ở cửa ra vào, đến bây giờ anh ta vẫn chưa tiêu hóa hết sự thật này, cô ấy. Tại sao cô ấy có thể như vậy? Có nghĩa là thầy dạy dỗ tốt thôi. Bùi Khánh Vi cười đâm chọc An Chính Đức. Nhưng lúc này An Chính Đức không hề bị cô kích thích. Anh ta đứng yên tại chỗ nhìn chằm chằm vào cửa thang máy rất lâu rồi lặng lẽ lên tầng về phòng mình. Bóng lưng cô đơn kia khiến Phan Thanh Nga và Thi Ngọc Anh cảm thấy hơi bất an. Tại sao tôi cứ có cảm giác An Chính Đức đang rất thương tâm nhỉ? Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy An Chính Đức như thế này đấy, giống như vừa nhận được một cú sốc cực kỳ lớn vậy. Ngay lập tức, Thi Ngọc Anh lên tiếng, Thiên Dạ là học viên đắc ý và đáng tự hào nhất của thầy ấy, bị như thế này cũng là chuyện rất bình thường thôi. Phan Thanh Nga nói, tôi còn tưởng thầy ấy sẽ thiên vị Thiên Dạ đấy. Xem ra An Chính Đức vẫn còn biết công tư rõ ràng, cho dù là người một nhà thì trên vấn đề nguyên tắc, thầy ấy vẫn sẽ làm theo đúng luật. Nghe tiếng líu díu thảo luận bên ngoài, Bùi Khánh Vi hạ lệnh đuổi khách. Đối với Thiên Dạ, không phải chỉ đặt một cái bẫy đơn giản như vậy là có thể giải quyết được. Tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi. Phan Thanh Nga nghe thấy thế bèn nói ngay, ồ, vậy chị Khánh Vi nghỉ ngơi cho tốt đi. Cuối cùng chuyện này cũng kết thúc rồi, chị cũng có thể an tâm ngủ một giấc. Thật sao? Có thể an tâm thật à? Sao cô thấy tất cả mọi thứ như vừa mới bắt đầu ấy nhỉ? Trên môi Bùi Khánh Vi thoáng xuất hiện một nụ cười hứng thú. Mà Hoàng Hạo Phong từ đầu tới cuối chưa từng lên tiếng, anh chỉ như một người ngoài bình tĩnh đứng xem ở sau lưng mọi người, ánh mắt của anh vẫn luôn đặt ở trên người Bùi Khánh Vi. Đương nhiên anh sẽ không bỏ sót nụ cười thoáng qua kia của cô. Anh biết cô nàng này sẽ không buông tha cho Thiên Dạ đơn giản như vậy. Cô đã tính xong kế hoạch trả thù. Cô thong thả tra tấn Thiên Dạ. Cô nguyện ý đóng vai ác ma, khơi gợi hắc ám đang bị phủ bụi trong lòng Thiên Dạ ra từng chút một, sau đó khiến cô ta hoàn toàn mất khống chế. Cho đến khi Thiên Dạ hoàn toàn sụp đổ, cô mới dừng tay.
Có lẽ, cho tới hôm nay anh mới được chứng kiến thủ đoạn thật sự của cô. Những ngón đòn dữ dội thô bạo khiến cho người khác phải giật mình lúc trước kia chắc có lẽ đã là sự ban ơn lớn nhất của cô đối với người kia rồi. Anh cảm thấy hôm nay mình đến đây chẳng có bất kỳ ý nghĩa gì, ngoại trừ việc ném cái chậu hoa vừa rồi thì tất cả đều hoàn toàn không cần anh nhúng tay vào. Vở diễn này chỉ cần một mình cô cũng diễn xong. Đúng vậy, vào giây phút ấy, anh cảm thấy mình như người thừa vậy. Dường như lúc cô ở trong lồng ngực của anh và nói mình hối hận chỉ là một giấc mơ và tất cả những gì mà anh làm hoàn toàn là vô nghĩa. Cho dù là em đánh liều mạng sống để tới đây hay là làm tất cả mọi thứ sau đó. Bùi Khánh Vi vẫn là Bùi Khánh Vi, cô không cần sóng vai với bất cứ người nào, cô chỉ cần đơn độc một mình dũng cảm tiến tới, không vì người nào ở bên cạnh mà bị trói buộc hoặc dừng bước lại. Anh cứ đứng ở cửa như vậy nhìn Bùi Khánh Vi, trong mắt có sự cô độc và phức tạp, đó là sự thất vọng và mất mát. Chính trị viên, thầy, không đi sao? Phan Thanh Nga đã chạy vào trong hành lang khi thấy Hoàng Hạo Phong vẫn chưa đi bèn lên tiếng nhắc nhở. Hoàng Hạo Phong nhìn thoáng qua người trong phòng một lần nữa rồi định nhấc chân đi. Ai ngờ đúng vào lúc này Bùi Khánh Vi lại đột nhiên gọi giật anh lại. Chính trị viên, tôi có lời muốn nói với anh. Hoàng Hạo Phong đứng ở cửa, anh không đi nhưng cũng không bước vào. Bùi Khánh Vi đầu quay về phía cửa, cười nói, cảm ơn. Hoàng Hạo Phong lắc đầu, không có tôi, em cũng có thể giải quyết được. Anh rất tin tưởng năng lực của Bùi Khánh Vi, đây là người mà anh đã chọn lựa, tuy Thiên Dạ là người được An Chính Đức tự tay bồi dưỡng, cũng dồn rất nhiều tâm huyết vào cô ta, nhưng Thiên Dạ vẫn còn kém Bùi Khánh Vi một chút. Không phải chênh lệch ở phương diện sức mạnh mà là ở sự tàn nhẫn. Hoàng Hạo Phong đã tận mắt thấy cô đối xử với bản thân hung ác như thế nào, xuống tay tàn nhẫn ra sao. Cho tới bây giờ cô chưa từng để lại đường lui cho mình, đồng thời cũng sẽ không để đường lui cho người khác. Bùi Khánh Vi hiểu được ý tứ trong lời Hoàng Hạo Phong, cô cười lắc đầu, không phải tôi nói tới đòn hỗ trợ vừa rồi, tôi muốn cảm ơn vì anh đã ở đây, không có anh thì tôi không thể yên tâm diễn xuất như vậy. Trong mắt Hoàng Hạo Phong xuất hiện một vệt sáng, môi anh khẽ nhếch lên. Chắc chắn là cô ấy vừa nhìn ra mình có cảm giác mất mát nên mới cố ý gọi mình ở lại, cố ý nói những lời này. Xem ra cô gái nhỏ này đã dần dần bắt đầu có thay đổi với mình, ít nhất thì cô ấy cũng đã chú ý đến mình. Vậy em định làm gì để cảm ơn tôi đây? Không còn cảm giác cô đơn như vừa rồi, anh nhanh chóng khôi phục lại trạng thái của mình, trên mặt lại mang nụ cười danh mãnh. Bùi Khánh Vi mỉm cười với Hoàng Hạo Phong, cô vỗ tay xuống chỗ ngồi bên cạnh nói, tới đây. Nụ cười trên mặt Hoàng Hạo Phong lập tức cứng lại. Anh chỉ nói đùa thôi mà, đâu thật sự muốn cô trả công cho mình. Nhưng lúc này, ánh nắng chiều buông xuống, Bùi Khánh Vi ngồi cạnh cửa sổ, gương mặt nở nụ cười, giọng nói nhẹ nhàng giống như đang dụ dỗ chào mời anh vậy. Khoảnh khắc này, Hoàng Hạo Phong cảm thấy đầu óc của mình rơi vào trạng thái sảng khoái, giống mình vừa trúng một giải thưởng lớn vậy. Anh vô cùng lúng túng, đến ngay cả năm đó, khi lần đầu tiên nhận được tin mình phải đi làm gián điệp anh cũng không hề có bất cứ cảm xúc nào, mà bây giờ Bùi Khánh Vi chỉ gọi mình đi qua thôi, anh lại bối rối đến vậy. Hoàng Hạo Phong cảm thấy ít hầu hơi khô nóng, anh nuốt ực một cái rồi thất thần bước từng bước một, ngồi xuống bên cạnh cô. Lúc này, Bùi Khánh Vi vẫn đang nở nụ cười với anh lại đột nhiên giơ tay lên, tim Hoàng Hạo Phong thót lại, suýt nữa đã nhảy dựng lên. Em muốn làm gì? Anh đứng bật dậy, nhìn Bùi Khánh Vi cầm một mảnh vỡ của cốc thủy tinh lên. Dưới ánh sáng, mảnh vỡ chiết xạ ra ánh sáng lạnh lẽo. Bùi Khánh Vi hơ hơ mảnh thủy tinh vỡ trong tay vài vòng, nụ cười trên môi cô rất ngọt ngào, muốn cảm ơn anh mà, có muốn không? Một lúc lâu sau, Hoàng Hạo Phong chán nản lắc đầu, không cần nữa. Anh biết ngay là cô nàng này không có lòng tốt mà. Mất công anh vừa rồi. Coi là thật, Bùi Khánh Vi như không nhìn ra sự buồn bực của Hoàng Hạo Phong, cô lại lắc mảnh thủy tinh vỡ trong tay, không cần. Chẳng phải anh vừa mới nói muốn được cảm ơn sao? Trên môi cô vẫn còn nở nụ cười, nhưng cái mảnh thủy tinh sắc bén trong tay của cô khiến anh nhìn thế nào cũng thấy trong nụ cười ấy có xen lẫn cả ý nghĩ xấu xa nữa. Vẻ mặt Hoàng Hạo Phong đau khổ, anh thở dài, tôi vô phúc tiêu thụ kiểu cảm ơn này, vết thương trên lưng tôi còn chưa lành, tôi không muốn mình lại bị đổ máu nữa. Mỗi lần anh và cô nàng này gặp mặt nhau đều xuất hiện sự kiện đẫm máu, nếu không phải cô bị thương ngất xỉu vào lồng ngực của anh thì anh lại bị thương để cô phải băng bó chữa trị. Nhưng tưởng tượng như vậy thấy cũng rất tốt, mỗi lần đối phương cần đến mình, bọn họ đều sẽ kịp thời xuất hiện ở bên cạnh nhau. Nghe Hoàng Hạo Phong nói thế, cuối cùng Bùi Khánh Vi cũng khẽ cười, ai bảo để anh đổ máu. Vậy cô nàng này cầm mảnh thủy tinh vỡ để làm gì? Hoàng Hạo Phong đứng im, lông mày nhíu lại, em muốn làm gì? Bùi Khánh Vi đưa mảnh thủy tinh ra,
cắt một vết sâu trên người tôi đi. Hoàng Hạo Phong khiếp sợ nhìn cô, anh không chắc chắn lắm nên hỏi lại lần nữa, em nói cái gì? Tôi nói anh cắt cho tôi một nhát. Bùi Khánh Vi kiên nhẫn lặp lại. Vì sao? Anh biết là vì sao mà. Bùi Khánh Vi cười, lại đưa mảnh thủy tinh tới nhưng Hoàng Hạo Phong không nhận. Lông mày của anh cau chặt, vẻ mặt nghiêm nghị, không thể dùng những cách khác được à? Bùi Khánh Vi ngẫm nghĩ suy tư một lúc, sau đó cô chỉ vào mặt mình, vậy chẳng lẽ để anh tát tôi một cái? Thế không đủ chân thực đâu. Hoàng Hạo Phong hít sâu một hơi, anh ngồi trở về trên ghế sofa, nghiêm túc nói, Bùi Khánh Vi, tại vì sao em nhất định phải dùng cách tổn thương mình như vậy nhỉ? Bọn họ không đáng để cho em phải bị thương như vậy đâu. Nhưng anh không thể phủ nhận tôi làm vậy sẽ đạt tới hiệu quả rất tốt. Bùi Khánh Vi giơ mảnh thủy tinh lên hua ở trước mắt Hoàng Hạo Phong lần thứ ba. Đây là phúc lợi tôi cho anh đấy, không nếu để chính tôi ra tay còn ác hơn. Em, Hoàng Hạo Phong nghe cô nói mà chán nản, bèn dứt khoát nghiêng đầu đi và nói, vậy tự em làm đi. Anh chắc chứ, thấy Hoàng Hạo Phong giống như rất quyết tâm, Bùi Khánh Vi chỉ có thể gật đầu, được rồi. Cô đưa tay lên giả vờ muốn rạch một đường lên cánh tay mình. Trong khoảnh khắc hạ mảnh thủy tinh xuống, Hoàng Hạo Phong đã kịp thời cầm lấy cổ tay của cô, mảnh thủy tinh kia dừng lại ở cách cánh tay Bùi Khánh Vi chỉ đúng một ly. Bùi Khánh Vi ngẹo đầu, nhíu mày nhìn anh. Hoàng Hạo Phong tức giận oán thán, em bắt được thóp của tôi rồi. Bùi Khánh Vi nói với vẻ vô tội, đâu có, anh hoàn toàn có thể thờ ơ lạnh nhạt. Hoàng Hạo Phong sầm mặt, trừng mắt với cô, sau đó cầm lấy mảnh thủy tinh vỡ trong tay Bùi Khánh Vi. Anh suy tư một lát, nhìn cánh tay của cô ở trước mặt mình, nói thật anh hoàn toàn không xuống tay được. Anh biết rõ Bùi Khánh Vi nói đúng, phương pháp này rất tốt, nhưng mà... Nhưng chẳng phải sẽ làm cô bị thương sao? Tay Hoàng Hạo Phong dừng lại ở giữa không trung, chậm chạp không động đậy, Bùi Khánh Vi thấy hết sự chần chừ và không nỡ ở trong mắt anh. Thế là cô thu thập về và nói, được rồi, đùa với anh thôi, tôi phải đến chỗ An Chính Đức nói chuyện đây. Anh mau trở về đi, thời gian này rất dễ bị người ta phát hiện ra đấy. Em nói đùa. Hoàng Hạo Phong sững sờ, sau đó anh nổi giận, em, cái cô nàng xấu xa này. Nhưng anh cũng không dám làm gì với Bùi Khánh Vi. Bổ nhào vào cô à? Anh sợ đến lúc đó Bùi Khánh Vi sẽ thật sự cho anh một dao mất. Đánh cô, anh sợ cô nàng này sẽ trở mặt, thế thì người khổ vẫn là chính anh thôi. Anh chỉ có thể tự an ủi mình rằng cô nàng này đồng ý trêu đùa mình là đã có thể coi là biến tướng của sự thay đổi cách suy nghĩ với mình rồi. Bùi Khánh Vi đuổi Hoàng Hạo Phong đang tức giận đi rồi nhặt mảnh thủy tinh vỡ trên mặt đất lên, mỉm cười rồi đi lên tầng đến phòng của An Chính Đức. Đến nơi, cô gõ cửa hồi lâu, An Chính Đức mới hầm hầm đi ra mở cửa. Bùi Khánh Vi hỏi, có thể tâm sự không? Thấy dáng vẻ thong dong của Bùi Khánh Vi, anh ta tức giận gắt, cô cho rằng mình có thể thoát khỏi bị trừng phạt theo cách này. Cô sử dụng phương pháp nguy hiểm như vậy để chữa trị cho một người, cuối cùng dẫn đến việc xấu nảy sinh, cô khó mà thoát tội được. Bùi Khánh Vi tựa ở khung cửa, cười nói, nhưng ít ra là tôi có lòng tốt, không phải ác ý. Cô chưa từng nghe câu làm ơn thành mắc oán đây à? An Chính Đức không hề khách khí mà cãi lại, dù sao cũng còn hơn thiên dạ có ác ý muốn giết người. Câu này làm cho An Chính Đức cứng họng. Vốn dĩ anh ta không phải loại người giỏi đấu võ mồm với người khác, anh ta là thể loại thích quát nạt dạy dỗ. Rốt cuộc thì cô muốn nói cái gì với tôi? Tất nhiên là liên quan đến thiên dạ rồi, giờ cô ta đã chạy mất, thầy định lúc nào bắt cô ta trở lại. An Chính Đức nhíu mày, anh ta chưa kịp mở miệng thì Bùi Khánh Vi đã cướp lời, giọng đầy hoảng hốt, không phải là thầy muốn lấy tôi ra làm dê thế tội để bảo vệ học sinh tốt của thầy đấy chứ? Cô nói cái gì? An Chính Đức sững người, sau đó anh ta tức giận lớn tiếng quát lại, cô yên tâm đi, tôi nhất định sẽ xử lý công bằng chuyện của thiên dạ. Vậy thì là lúc nào? Mã công trường sắp bị đón đi rồi, chúng ta cũng nên lên đường trở về, nhưng hiện tại thiên dạ lại từ chối trở về, chỉ với năng lực của một mình thầy chắc chắn không thể có biện pháp lôi được người ra từ chỗ cát nghĩa phải không? Dù tôi có phải liều mạng cũng nhất định sẽ đưa cô ấy về, cô không cần quan tâm đến chuyện đấy. Bùi Khánh Vi gật đầu, trông cô như đang cố ý hạ thấp giọng xuống mà lẩm bẩm, nhưng giờ tôi có biện pháp vừa tốt hơn lại nhanh hơn, thầy có muốn nghe không? An Chính Đức chần chừ liếc nhìn Bùi Khánh Vi, hiển nhiên là đang đánh giá xem tính chân thật trong lời nói của cô. Nhưng Bùi Khánh Vi chẳng hề để cho anh ta ngẫm nghĩ, cô nghiêng người đi qua An Chính Đức, bước thẳng vào trong phòng. Cửa được đóng lại, khoảng chừng 20 phút sau từ trong phòng truyền ra tiếng quát to của An Chính Đức, tôi không đồng ý. Tôi không đồng ý cô làm như vậy. Bùi Khánh Vi hoàn toàn không bị lửa giận của An Chính Đức hù họa, cô vẫn ung dung nói,
vậy tôi cũng chỉ có thể cho rằng thầy đang cố ý muốn mở lối thoát cho Thiên Dạ. An Chính Đức tức giận đến mức đứng chỉ tay vào mũi của Bùi Khánh Vi và nói: Bùi Khánh Vi, tuy tôi không phải là sĩ quan huấn luyện của cô, nhưng cũng là sĩ quan huấn luyện quân đội, cô nói chuyện phải biết chừng mực một chút đi. Sắc mặt Bùi Khánh Vi cũng lạnh xuống, tôi phải biết chừng mực. Vậy chừng mực của anh đâu? Thiên Dạ là học viên của anh, cho nên anh quyết định lấy tôi ra làm kẻ thế tội thay sao? Mượn cái chức sĩ quan huấn luyện này để chèn ép tôi. Tôi không hề làm vậy. Anh không làm. Nếu vậy thì vì sao anh lại không chịu đi bắt cô ta về? Rõ ràng vừa rồi anh có biện pháp có thể bắt được cô ta, nhưng anh lại trơ mắt để cô ta đi mất. Anh dám nói anh không có lòng riêng? Lúc ấy Thiên Dạ bắt được Phan Thanh Nga, sao tôi có thể đi bắt cô ấy được? Có cái gì là không thể? Lúc Cổ Tần Linh bị bắt làm con tin, chẳng phải cô lính tốt của anh dứt khoát lắm đấy à? Anh nên học tập cô ta về điểm ấy mới đúng, cũng nên bắn chết luôn Phan Thanh Nga, sau đó bắt sống cô ta. Sự châm chọc của cô cuối cùng khiến An Chính Đức không thể nhịn được nữa, một tiếng đập bàn dữ dội vang lên trong phòng. Bùi Khánh Vi, cô đừng có quá đáng. Tôi quá đáng? Giờ anh mới là người quá đáng chứ. Anh cố ý che chở cho cô ta, thả cô ta đi, thế chẳng phải là nghĩ coi tôi thành kẻ thế tội cho cô ta à? Bùi Khánh Vi đột nhiên đứng phát dậy, cái ghế bị đẩy mạnh phát ra âm thanh chói tai, rồi bỗng cô cười lạnh, cũng phải thôi, thân sơ khác nhau mà, tôi làm sao có thể so sánh được với người mà anh dốc lòng bồi dưỡng ra được, là do tôi đã quá tin tưởng vào quân đội thôi. Bùi Khánh Vi dường như rất thất vọng, trong giọng nói của cô tràn đầy ý đoạn tuyệt, cô nói, cũng tốt, dù sao trở về tôi cũng làm kẻ thế tội thay thôi, thế thì chi bằng cắt đứt luôn. Cô muốn làm gì? Không liên quan gì đến anh. Bùi Khánh Vi hừ lạnh một tiếng rồi quay người muốn đi ra ngoài. Bùi Khánh Vi, cô đứng lại đấy cho tôi. An Chính Đức thấy Bùi Khánh Vi muốn đi thì vội vàng quát lên. Đáng tiếc, Bùi Khánh Vi không thèm để ý anh ta. Ngay tại lúc cô vặn nắm cửa, An Chính Đức đã vội vàng cất bước chạy theo, kéo lấy tay cô. Bùi Khánh Vi theo phản xạ đánh tới. Hai người bọn họ cứ đánh nhau như vậy ở chỗ cửa ra vào. An Chính Đức nóng lòng muốn bắt cô về nên không nương tay chút nào. Mà Bùi Khánh Vi cũng muốn mau rời khỏi đây nên chiêu nào chiêu nấy cũng đều sắc bén. Hai người đánh liên tiếp qua mười mấy chiêu, đánh tới chỗ nào là chỗ đó như có bão cản quét qua, những thứ gốm sứ, thủy tinh trên bàn đều rơi hết xuống đất vỡ nát bét. Bùi Khánh Vi chém một đòn mạnh mẽ về phía cổ của An Chính Đức, An Chính Đức lại nhân cơ hội này mà tấn công chân cô, anh ta đá một cước vào bắp chân của Bùi Khánh Vi. Nhưng lần này không hiểu sao Bùi Khánh Vi lại phản ứng chậm nửa nhịp nên bị An Chính Đức đá trúng. Cô ngã rầm xuống đất, những mảnh thủy tinh trên mặt đất lập tức đâm rách cánh tay cô. Lực ngã xuống tương đối nặng, gần như cả người cô bị đập vào mảnh thủy tinh vụn, trên cánh tay có ngay mấy vết rách, một ít máu từ vết thương chảy dọc theo cánh tay cô xuống. Bùi Khánh Vi bò dậy, trong mắt cô tràn ngập ánh lửa giận dữ. Cô túm chặt lấy cánh tay mình, giọng lạnh như băng, An Chính Đức, anh sẽ hối hận. Chắc có lẽ An Chính Đức cũng không nghĩ rằng sự việc sẽ trở nên như thế này nên nhất thời đứng sững sờ không có phản ứng. Đến khi anh ta lấy lại tinh thần rồi chạy ra ngoài thì Bùi Khánh Vi đã vào thang máy xuống tầng 1 rồi. Cùng lúc đó, sau khi trốn từ khách sạn ra ngoài, Thiên Dạ bắt taxi chạy thẳng đến chỗ Cát Nghĩa. Ở chỗ Cát Nghĩa, sĩ quan huấn luyện An sẽ không thể bắt cô ta được. Chỉ cần làm cho xong nhiệm vụ này, sĩ quan huấn luyện An nhất định sẽ biết cô ta mới là người thích hợp nhất, còn những lời lấy cớ kia của Bùi Khánh Vi mới là sai. Bùi Khánh Vi, đều là do cái con Bùi Khánh Vi đáng chết kia. Thiên Dạ siết chặt nắm đấm, trong lòng thầm chửi rủa. Xe chạy đến nhà máy bỏ hoang, Thiên Dạ xuống xe xong liền đi thẳng vào trong sàn quyền anh. Cô ta còn chưa kịp ngồi xuống ổn định lại nhịp thở thì nhìn thấy Triệu Lực hô lên, chị Thất, chị đi đâu vậy, tôi tìm chị hơn nửa ngày trời đấy, Cát Gia bảo chị lên lầu, ngài ấy đang ở trong phòng VIP chờ chị. Thiên Dạ ngẩn người, lên lầu. Từ sau lần đó, Cát Nghĩa vẫn chưa từng quan tâm đến mình, tại sao hôm nay đột nhiên lại tìm mình. Được, tôi biết rồi. Thiên Dạ lạnh lùng đáp rồi lập tức đi lên tầng 2. Lúc đến cửa phòng VIP, cô ta đang định gõ cửa thì nghe thấy tiếng của Cát Nghĩa từ bên trong vọng ra. Cô chắc chắn chứ? Được, tôi biết rồi. Hình như ông ta đang gọi điện thoại. Nhưng câu, tôi đã biết kia là có ý gì? Ông ta biết cái gì rồi? Và ông ta hứa hẹn gì với đối phương? Mặc dù trong lòng đầy nghi vấn nhưng Thiên Dạ không thể đứng ở cửa nghe lén thế này được. Cô ta đành gõ cửa cắt ngang cuộc nói chuyện trong phòng. Quả nhiên, sau khi nghe thấy tiếng gõ cửa, giọng nói của Cát Nghĩa ở trong phòng hạ thấp xuống, ông ta nói thêm vài câu rồi vội vàng cúp máy. Vào đi,
Giọng Cát Nghĩa hơi trầm, có vẻ như vừa rồi bị ngắt quãng cuộc gọi nên ông ta hơi khó chịu. Thiên Dạ mở cửa đi vào, chào hỏi, Cát gia. Cát Nghĩa vừa nhìn thấy là Thiên Dạ, sắc mặt rõ ràng thoáng tốt lên rất nhiều. Ông ta cười nói, tiểu thất à, gần đây sức khỏe tốt chứ? Đã khỏe rồi ạ. Vậy là tốt rồi, cô không sao thì tôi cũng yên lòng. Ông ta đang quan tâm mình à? Nếu như quan tâm thì vì sao nhiều ngày như vậy rồi mà vẫn không gọi mình tới đấm bốc, thậm chí có đôi khi còn không tới. Nhưng nếu nói là ông ta không quan tâm đến mình nữa, vậy cái thái độ thở phào, buông lo lắng xuống như bây giờ đến từ đâu? Khi Thiên Dạ đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì điện thoại của Cát Nghĩa lại đổ chuông. Thiên Dạ biết điều muốn đi ra ngoài nhưng Cát Nghĩa lại chỉ vào ghế sofa cách đó không xa, ra hiệu cho cô ta ngồi xuống, sau đó bắt đầu nói chuyện với người trong điện thoại. Cái gì? Chẳng phải đã nói để ngày mai mới giao lô hàng này à? Giờ tôi biết đi đâu tìm người nhận hàng? Không được, hiện tại không có người, tôi cũng không có cách nào đi nhận hàng được. Thôi được rồi, các người đợi thêm 2 tiếng nữa, tôi tìm được người xong sẽ tới lấy hàng. Sau đó ông ta cúp điện thoại, lại dùng điện thoại bàn trong phòng để gọi Triệu Lực lên. Triệu Lực nhanh chóng chạy tới, Cát Nghĩa trực tiếp ra lệnh, Triệu Lực tìm 2 người đắc lực, ban đêm cùng tôi đi lấy hàng. Triệu Lực tỏ vẻ khó xử nói, Cát gia, người của chúng ta đều đã qua bên Phú Hải hết rồi. Tôi móc đâu ra người đây? Đám lão già bên Phú Hải bên kia vẫn chưa từ bỏ ý định, nếu rút người của chúng ta đi chắc chắn sẽ bị cướp hàng. Vậy những người khác đâu? Mấy đứa còn lại đều hơi kém, bắn hỗ trợ còn được, nhỡ mà phải sống mái thì cái đám này có thể nổ súng bắn chết 3 người đã là tốt rồi ấy ạ. Vậy ý của mày là từ bỏ hàng à? Cát Nghĩa lập tức giận tái mặt. Không phải từ bỏ, thật sự là đám người kia không có năng lực ạ. Triệu Lực cũng rất xoắn xuýt, hắn vò đầu bứt tai một lúc, khóe mắt dường như vô tình nhìn thấy Thiên Dạ, hắn bèn vỗ đùi và nói, hay là để chị Thất đi ạ, Cát gia cũng biết năng lực của chị Thất mà. Cát Nghĩa thoáng nhìn qua Thiên Dạ nhưng ông ta lắc đầu. Tiểu Thất còn đang trong thời kỳ dưỡng thương, không được không được. Tôi đang tính để cô ấy nghỉ ngơi thêm một thời gian, chữa khỏi vết thương rồi còn đi đánh quyền anh nữa. Nhưng ngoài chị Thất ra thì không còn người nào thích hợp nữa đâu ạ. Triệu Lực khuyên, bây giờ ở đây chỉ còn mình chị Thất có năng lực, lại được Cát gia tin tưởng, ngài đâu thể để cho một người mà ngài không tin tưởng đi đón hàng được phải không ạ? Mấy thứ hàng kia đều là thứ khủng khiếp cả, một khi bị phát hiện thì xong đời. Thoạt trông có vẻ Cát Nghĩa đã bị thuyết phục, nhưng vẻ mặt ông ta vẫn hơi do dự. Lúc này Thiên Dạ lên tiếng, Cát gia, tôi không sao, cứ để tôi đi. Cô chắc chắn chứ, nhưng mà, nghe Thiên Dạ nói thế, Cát Nghĩa cau mày một lúc rồi vẫn lắc đầu, không được, lần trước đấu quyền anh cô đã bị thương ở tay, bác sĩ nói phải nghỉ ngơi thật tốt mới được. Thiên Dạ lập tức nói, không sao, cái tay này của tôi về cơ bản là đã ổn rồi, hoàn toàn không có vấn đề gì nếu muốn thay Cát gia làm việc. Thật sao? Nhưng tôi vẫn lo lắng lắm. Tay của cô phải đánh quyền anh cho tôi, nếu không có nắm đấm tràn đầy sức mạnh này, tôi còn muốn cô làm gì? Câu nói cuối cùng của Cát Nghĩa có ý nghĩa khá sâu sắc khiến Thiên Dạ phải khẽ nhíu mày. Khi không thể xác định được hàm nghĩa bên trong lời nói của Cát Nghĩa, Thiên Dạ chỉ có thể sử dụng cách bảo đảm bảo thủ nhất. Cô ta nói, Cát gia yên tâm, tay tôi chắc chắn không có bất cứ vấn đề nào hết, cho dù là làm việc hay đấm bốc, tôi đều có thể đảm nhiệm được. Thật sao? Thì ra cái gì cô cũng có thể đảm nhiệm được à? Vậy thì đúng là tôi nhặt được bảo bối rồi. Cát Nghĩa nói nửa đùa nửa thật. Triệu Lực đứng đấy nãy giờ, yếu ớt hỏi, vậy Cát gia, thế này là chốt rồi phải không? Nếu đã chốt thì tôi lập tức triệu tập mọi người, sau đó chuẩn bị xuất phát. Đừng vội, đừng vội, tôi cần phải suy nghĩ thật kỹ mới được. Thiên Dạ và Triệu Lực nghe Cát gia nói thế bèn vội vàng biết điều đi ra ngoài. Đợi gần một tiếng sau, Cát Nghĩa mới từ trong phòng đi ra, ông ta gật đầu đồng ý lời yêu cầu của Thiên Dạ, quyết định đưa theo cô ta đi lấy hàng. Điều này khiến Thiên Dạ rất vui mừng. Cát Nghĩa căn dặn Triệu Lực, nhưng Tiểu Thất là người mới, cậu tìm thêm mấy đứa có kinh nghiệm, như thế mới hỗ trợ cho Tiểu Thất được. Triệu Lực gật đầu liên tục, tỏ vẻ mình biết rồi. Sau khi hắn đã tập hợp đủ người, bọn họ lên xe, chạy đến địa điểm chỉ định. Xe chạy mất hơn 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng dừng lại ở một đỉnh núi vắng vẻ và hoang vu. Thiên Dạ xuống xe rồi hỏi Cát Nghĩa ngồi ở ghế sau, Cát gia, người móc nối ở đâu? Ở trong xe, Cát Nghĩa chỉ về hướng có ánh đèn, bọn họ nói ở trong rừng cây kia. Thiên Dạ gật đầu, sau đó nương theo ánh trăng đi về phía rừng cây. Dưới ánh trăng chiếu rọi, mông lung, cô ta nhìn thấy có một bóng người ở cách đó không xa. Thiên Dạ đi lên phía trước, nhìn thấy bóng lưng kia, hỏi, cô là người móc nối à?
Hàng đâu? Bỗng nhiên người đứng im lặng bất động đó quay đầu lại, chẳng phải cô chính là hàng của tôi đấy à? Thiên Dạ kinh ngạc đến mức đứng sững tại chỗ. Bùi Khánh Vi, lại là Bùi Khánh Vi. Tại sao cô ta lại ở đây? Cô ta tới đây làm gì? Vô số câu hỏi không ngừng xông ra ở trong đầu Thiên Dạ. Bùi Khánh Vi đứng chắp tay cách đó không xa. Bóng tối sau lưng giống như một đôi cánh màu đen uốn lượn mọc ra từ xương sống của cô vậy. Cô nở nụ cười quỷ mị, lạnh lẽo, thật khéo, chúng ta lại gặp nhau rồi. Lần đầu tiên trong đời Thiên Dạ có cảm giác hoảng sợ, trông Bùi Khánh Vi thật giống như người trời sinh đã thích hợp sống trong bóng tối vậy. Sao mày lại? Bùi Khánh Vi chậm rãi bước tới, cô cười khẩy nói, mày muốn hỏi làm sao tao lại tới đây à? Cát Gia nói, hàng của tao tới rồi, cho nên tao cũng tới thôi. Hàng, mày đồng ý với Cát Nghĩa rồi? Đúng vậy đấy, tao đồng ý gia nhập rồi. Bùi Khánh Vi hào phóng gật đầu. Không thể nào, chuyện này không thể nào được. Mặc dù Thiên Dạ nói không thể nào nhưng suy nghĩ trong lòng cô ta đã loạn hết cả lên rồi. Bùi Khánh Vi có thể ngang nhiên gia nhập vào chỗ Cát Nghĩa như thế này, hẳn là ý của sĩ quan huấn luyện An phải không? Bởi vì vừa rồi mình từ chối cho nên thầy ấy đã thất vọng với mình. Vì thế mà muốn để Bùi Khánh Vi hoàn toàn thay thế mình làm nhiệm vụ này. Nhất định là như vậy, nhất định là như vậy rồi. Bùi Khánh Vi, nhiệm vụ này là của tao, là của tao. Mày cút đi cho tao, cút ngay cho tao. Giọng nói của Thiên Dạ bắt đầu nôn nóng bất an, mặc dù âm lượng đã giảm thấp xuống rất nhiều nhưng cô ta vẫn không thể nào che giấu được tâm trạng kích động. Thiên Dạ, làm sao mà mày chỉ muốn nhiệm vụ mà không nghĩ xem vì cái gì Cát Nghĩa lại đưa mày đến đây? Trong nháy mắt, Thiên Dạ giống như bị đứng hình, tất cả cảm xúc đều biến mất. Cô ta bỗng có một dự cảm không lành. Mày có ý gì? Thiên Dạ lạnh giọng, bắt đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh. Bùi Khánh Vi cười nhạt, giải thích, yên tâm, ở đây không có người nào khác, chỉ có tao và mày. Nghe cô nói thế, Thiên Dạ mới thoáng yên tâm, nhưng cô ta vẫn duy trì tính cảnh giác, lời mày vừa nói là có ý gì hả? Thiên Dạ suy nghĩ một lát, đột nhiên cô ta bừng tỉnh ngộ. Thì ra đây là một cái bẫy, chuyện đi nhận hàng chỉ là giả. Thật ra nếu suy nghĩ kỹ một chút là cô ta có thể phát hiện ra ngay. Xưa nay Cát Nghĩ không phải là người tùy tiện. Ông ta sẽ không thể vì thiếu người mà qua loa cho một người mới tới nhận nhiệm vụ quan trọng như vậy. Thấy sắc mặt Thiên Dạ càng ngày càng lạnh, Bùi Khánh Vi lại mỉm cười, xem ra mày đã hiểu rồi đấy. Vừa dứt lời, Bùi Khánh Vi đã rút ngay một khẩu súng lục màu đen từ bên hông ra. Mày muốn làm gì? Thiên Dạ bất giác lùi về phía sau một bước. Mày sợ cái gì? Tao đã nhắm vào mày đâu? Trên môi Bùi Khánh Vi nở nụ cười khinh miệt, cô lại lấy từ trong túi ra một ống giảm thanh, nhanh chóng lắp vào họng súng. Sau đó, cô chĩa họng súng đen ngòm nhắm ngay vào Thiên Dạ. Chắc có lẽ do bị lời nói của cô kích thích nên lần này Thiên Dạ không tiếp tục lùi về phía sau nữa. Bùi Khánh Vi, rốt cuộc là mày muốn làm gì? Bùi Khánh Vi đè ngón tay cái lên chốt an toàn, cô cười lạnh lẽo, Cổ Tần Linh biến thành người thực vật đang phải nằm trong bệnh viện, không rõ sống chết. Mã Công Trường bị gãy xương sườn, bị tổn thương tới nội tạng, phải nằm liệt giường. Chắc mày vẫn còn nhớ hai món nợ này chứ? Ánh sáng lạnh lẽo trong đôi mắt Thiên Dạ ngưng tụ lại, mày muốn giết tao à, mày dám không? Mày chịu đựng nổi hậu quả của việc dùng súng giết đồng đội sao? Đúng là không thể bắn chết đồng đội được, nhưng bây giờ mày với tao đã không phải là đồng đội nữa rồi. Sắc mặt Thiên Dạ càng trầm xuống. Cô ta cho rằng ý của Bùi Khánh Vi là bảo cô ta đã làm sai chuyện, trở về chịu phạt sẽ không còn là người của quân đội nữa. Nhưng cô ta lại không biết, thật ra ý của Bùi Khánh Vi là mình đã trở mặt với An Chính Đức, hoàn toàn rời khỏi quân đội rồi. Thế nào rồi, nói chuyện phiếm xong chưa? Thiên Dạ quay đầu lại, phát hiện Cát Nghĩa đang đi tới từ đằng sau, nhưng ánh mắt ông ta không hề đặt trên người cô ta mà đặt trên người Bùi Khánh Vi ở phía đối diện. Nói cũng đủ rồi, giờ chỉ còn lại một phát súng này thôi. Vừa nói Bùi Khánh Vi vừa gạt chốt an toàn. Tiếng cạch cạch vang lên trong rừng cây trống trải nghe rất đột ngột đến mức làm trong lòng Thiên Dạ giật mình, cô ta hô lên, Bùi Khánh Vi. Sao thế, trước khi chết còn muốn trở lại ít di ngôn à? Mặc dù tao không rảnh truyền đạt lại di ngôn của mày, nhưng tao vẫn có thể cho mày chút thời gian nói vài lời đấy. Bùi Khánh Vi hạ súng xuống, cười cay nghiệt. Bùi Khánh Vi, coi như tao có lỗi thì cũng không tới lượt mày phán xét tao. Hai đầu lông mày của Thiên Dạ lạnh đi, tay cô ta siết chặt thành đấm nhưng cô ta không dám động đậy, vì cô ta sợ khẩu súng trong tay Bùi Khánh Vi sẽ giơ lên bắn cô ta bất cứ lúc nào. Cô ta biết quá rõ năng lực bắn súng của Bùi Khánh Vi. Mày sai, không phải tao đang phán xét mày, mà là đang trả thù mày. Nụ cười trên môi Bùi Khánh Vi chậm rãi biến mất,
Cô bắn ngay một phát vào bên cạnh chân của Thiên Dạ. Thiên Dạ vô thức lùi về phía sau. Bùi Khánh Vi, mày điên rồi. Nhưng Bùi Khánh Vi chẳng thèm để ý, cô lại bắn thêm hai phát súng nữa vào ngay bên chân của Thiên Dạ. Dù đã gắn ống giảm thanh nhưng vẫn có thể nghe thấy rõ hai tiếng phốc phốc kia. Mỗi một lần đạn chôn vào trong đất, trái tim của Thiên Dạ lại giật thót. Thấy cặp mắt lạnh lùng của Thiên Dạ hiện ra sự bất an, Bùi Khánh Vi cười khẩy, đúng vậy đấy, tao điên rồi đấy, thì sao? Giờ Cát Gia đứng ở phía tao rồi, trừ khi mày có thể khiến cho ông ấy thay đổi suy nghĩ, như thế có lẽ tình huống giữa chúng ta sẽ có thay đổi đấy. Thiên Dạ nhìn Cát Nghĩa ở gần mình, phát hiện từ đầu đến cuối ông ta chỉ nhìn một mình Bùi Khánh Vi. Cô ta biết, với tình huống như hiện tại, Cát Nghĩa tuyệt đối sẽ không có khả năng giúp cô ta. Nhưng, nếu mình có thể đánh cược thì sao? Ánh mắt Thiên Dạ lóe lên một thứ ánh sáng lạnh lùng, tự tin, Bùi Khánh Vi, làm sao mày biết tao không có thứ để đánh cược? Bùi Khánh Vi hứng thú cười, ồ, mày có, vậy mày nói nghe một chút xem nào, tao rất muốn xem mày có gì có thể đánh cược đấy. Thiên Dạ mím chặt môi, có vẻ như đang trầm tư. Không phải nói là có thứ để đánh cược à? Tao đang chờ mày nói ra đây này. Bùi Khánh Vi đùa cợt nhắc nhở. Sắc mặt Thiên Dạ âm u thâm trầm, trong giọng nói của cô ta có sự dứt khoát. Bùi Khánh Vi, tốt nhất mày đừng ép tao. Tao ép mày, là kế hoạch của mày không thể nào nói ra được chứ. Thiên Dạ nhìn Bùi Khánh Vi mỉa mai chế giễu mình mà bất giác siết chặt nắm đấm, nhưng cô ta lại không tài nào mở miệng được. Bùi Khánh Vi nói không sai, đúng là kế hoạch của cô ta không thể nói ra được. Bởi vì một khi nói ra, rất có thể cô ta và Bùi Khánh Vi sẽ chết cùng nhau. Nếu như mày không chịu nói, vậy thì mày chỉ có thể chết cùng nó thôi. Đối mặt với dáng vẻ hờ hững của Bùi Khánh Vi cùng hành động dùng súng giả vờ uy hiếp rồi bắn dọa ở cạnh chân mình, Thiên Dạ có cảm giác tôn nghiêm của mình đã bị dẫm đạp. Sâu trong đôi mắt lạnh lùng của Thiên Dạ tóe lửa. Im lặng mất mấy giây, cô ta cất giọng nói bình tĩnh không hề nao núng, để lộ sự quyết tâm cuối cùng. Cát Gia, có lẽ ngài không biết, cô ả mà ngài muốn nhận vào này, thân phận của cô ta là lính của đội dự bị. Nói câu này xong, Thiên Dạ lập tức nhẹ nhàng thở ra. Cô ta biết mình thắng chắc, không có cái gì nghiêm trọng hơn so với gián điệp cả. Dù chỉ là một khả năng, Cát Nghĩa cũng sẽ không bỏ qua cho Bùi Khánh Vi. Bùi Khánh Vi, mày chết chắc rồi. Thiên Dạ nhìn chằm chằm vào người đang cầm súng đứng ở trước mặt mình kia, muốn từ trong mắt cô nhìn thấy được sự bối rối và sợ hãi. Nhưng người trước mắt lại không có một tí ti bối rối nào cả, thậm chí trên miệng cô còn khẽ cười. Cô ta cười cái gì? Không ngờ, đúng lúc này Cát Nghĩa lại từ tốn nói một câu, ừ, tôi biết. Cái gì? Thiên Dạ quay phắt đầu lại hỏi. Tôi nói là tôi biết, không chỉ biết cô ấy là lính, tôi cũng biết cô và cô ấy đến từ cùng một nơi, cô đến chỗ tôi là để làm gián điệp. Người Thiên Dạ khẽ run lên, cô ta nói với giọng ngỡ ngàng, ông biết. Làm sao ông có thể biết được? Cô ta có thể chắc chắn 100% rằng mình chưa từng bị lộ ra sơ hở. Nếu như không phải cô ta thì chỉ có thể là... Thiên Dạ bỗng nhiên quay đầu lại, vô cùng phẫn nộ, nói là mày, chính mày đã nói cho ông ta biết. Mày dám phản bội quân đội? Tao phản bội? Cái này rõ ràng là chính mày nói cho Cát Gia biết, sao lại thành tao phản bội? Thiên Dạ, năng lực đổ tội cho người khác của mày càng ngày càng mạnh đấy. Bùi Khánh Vi cười lắc đầu. Thiên Dạ sững sờ, sắc mặt cô ta lập tức lạnh đi, không thể nào. Sao tao lại có thể nói ra những lời tự tìm đường chết như thế hả? Không có sao, mày cẩn thận nhớ lại mà xem, lúc ở trong bệnh viện tao và mày đã nói những gì. Bùi Khánh Vi như đang dụ cô ta bắt đầu nhớ lại. Bệnh viện, Thiên Dạ cau mày cố nhớ lại. Cho đến khi, cô ta hoảng sợ ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Khánh Vi, là mày cố ý dẫn dụ tao. Đáng chết. Cô ta đã thật sự nghĩ rằng Bùi Khánh Vi phẫn nộ như thế là vì Cổ Tần Linh. Thì ra, Bùi Khánh Vi đang dụ mình nói ra thân phận thật của mình. Tao đâu cố ý dụ mày, là chính mày không phát hiện ra phía sau có cái đuôi đấy chứ. Mày cho rằng gã lái xe kia đi rồi à? Thật ra là không hề, lúc ấy hắn chỉ nấp ở một chỗ khác trên hành lang, vẫn đang nghe trộm mày thôi. Tiếng cười trầm thấp của Bùi Khánh Vi vang lên trong rừng cây nhỏ, giống như là đang cười nhạo sự ngu xuẩn và ngây thơ của Thiên Dạ. Mỗi một câu một chữ của Bùi Khánh Vi đều đang kích thích thần kinh của Thiên Dạ, mỗi một tiếng cười của cô đều giống như dao nhọn đâm mạnh vào trái tim cô ta. Thiên Dạ có cảm giác mình đã bị Bùi Khánh Vi chơi một vố. Thì ra vào lúc đó mày đã tính trước đường thoát cho mình rồi, thì ra ngay từ đầu mày đã nói chuyện xong với Cát Nghĩa. Bùi Khánh Vi cười lắc đầu, không không,
vốn tao chỉ muốn cho Cắt Gia biết thân phận thật của mày, sau đó mượn tay Cắt Gia để giết mày. Mày cũng biết nếu như tao thật sự ra tay giết mày, tao cũng sẽ bị hỏi tội mà. Vậy bây giờ thì sao, giờ mày không sợ bị hỏi tội nữa à? Giờ á? Bùi Khánh Vi phá lên cười, giờ tao đã không phải là lính nữa rồi, tao còn sợ gì nữa? Mày có ý gì? Nụ cười trên môi Bùi Khánh Vi tắt lịm, đáy mắt cô hoàn toàn lạnh lẽo, sĩ quan huấn luyện tốt của mày, vì muốn bảo vệ mày mà định hy sinh tao. Thiên Dạ kinh ngạc nhìn Bùi Khánh Vi, không thể nào. Không thể nào? Mày nhìn tay tao đi, đây là kiệt tác của hắn đấy. Bác sĩ nói sâu hơn một chút nữa là đâm đến động mạch rồi, nếu không phải tao chạy nhanh thì giờ đã chết rồi. Bùi Khánh Vi lạnh lùng vén tay áo dài lên một chút, trên cánh tay quấn một lớp băng vải rất dày, bên trên băng vải mơ hồ còn rịn ra một chút máu đỏ, đủ để có thể thấy vết thương kia sâu đến cỡ nào. Vết thương này là do sĩ quan huấn luyện An đâm. Vì mình, Thiên Dạ không thể tin được. Khi Thiên Dạ còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, Bùi Khánh Vi đã thả tay áo xuống. Trong mắt cô là sự hung ác nham hiểm. Thiên Dạ, tao trở thành như ngày hôm nay tất cả đều do hai thầy trò chúng mày ban tặng, thế mà mày còn có mặt mũi nói tao phản bội quân đội à? Rõ ràng là quân đội phản bội tao, là chúng mày có lỗi với tao. Cơn phẫn nộ đang không ngừng thiêu đốt nơi đáy mắt, khiến đôi mắt của Bùi Khánh Vi phát ra ánh sáng quỷ dị. Tất cả đều do chúng mày ép. Không đâu, sĩ quan huấn luyện không phải là người như thế, mới vừa rồi thầy ấy còn muốn đưa tao về. Nghe Thiên Dạ nói vậy, Bùi Khánh Vi lập tức cười lạnh, bảo đưa mày về là để lừa tao thôi, thật ra mục đích thật sự của hắn là muốn bảo vệ mày. Thiên Dạ cảm thấy trong đầu mình loạn cả lên. Một giây trước, gương mặt thất vọng và đau lòng của sĩ quan huấn luyện An vẫn còn ở trong trí nhớ của mình, nhưng một giây sau Bùi Khánh Vi lại nói tất cả những thứ đó đều là giả. Rốt cuộc thì cái gì là thật, cái gì là giả? Thiên Dạ, mày không cần kinh ngạc đến như thế đâu, bởi vì tao sẽ không bỏ qua cho hắn, giống như sẽ không bỏ qua cho mày vậy. Đáy mắt của Bùi Khánh Vi có sự khát máu nồng đậm. Mày muốn làm gì? Thầy ấy là sĩ quan huấn luyện đấy. Thiên Dạ cuống lên. Bùi Khánh Vi nhếch môi cười, giọng nói tràn đầy sự mỉa mai, sĩ quan huấn luyện. Hắn mà xứng à? Vào khoảnh khắc hắn muốn giết tao thì hắn đã không xứng nữa rồi. Đương nhiên, mày yên tâm đi, nhất định tao sẽ để hắn làm bạn với mày trên đường xuống suối vàng, không để cho một mình mày phải cô đơn đâu. Mày dám? Tao có cái gì không dám nữa? Mày cảm thấy hiện tại tao còn có cái gì để bận tâm sao? Huống chi, mày có tư cách gì nói câu này, bởi vì mày nên hắn mới giết tao, là mày khiến hắn thành hung thủ giết người. Là mày hủy hoại hắn, là mày gián tiếp giết chết hắn. Ba câu nói cuối cùng của Bùi Khánh Vi làm Thiên Dạ giật mình. Trong đầu của cô ta không ngừng vang vọng ba câu nói này. Bỗng nhiên Thiên Dạ cảm thấy trong cổ mình ngon ngọt, miệng cô ta phun ra máu. Cô ta tóm lấy lồng ngực như đang muốn vỡ ra, lảo đảo ngã quỵ trên mặt đất. Bùi Khánh Vi thấy Thiên Dạ vì quá nóng lòng mà hộc ra máu, nụ cười quái dị trên môi cô càng lạnh hơn. Cô đi từng bước tới trước mặt Thiên Dạ rồi chậm rãi cúi người xuống, nói bên tai cô ta, mày có biết vì sao tao mãi vẫn không giết mày không? Ngoài việc tao không muốn dính vào máu người thì còn có nguyên nhân lớn nhất, chính là bởi vì tao vẫn luôn tìm kiếm thời khắc này. Dừng lại mấy giây, cô tiếp tục nói, quả nhiên, hắn mới là tử huyệt của mày. Bùi Khánh Vi đã bẻ gãy tay Thiên Dạ, cũng làm cho cô ta ngã quỵ dưới đất với tư thế nhục nhã nhất. Bùi Khánh Vi từ trên cao nhìn xuống dáng vẻ thoi thóp của Thiên Dạ, tra tấn đủ rồi, đã đến thời điểm nên đưa cô ta lên đường. Bùi Khánh Vi đứng thẳng người lên, cô giơ tay ra, họng súng đen ngòm lại một lần nữa nhắm ngay giữa mi tâm của Thiên Dạ. Nhẽ ra lúc trước tao nên giết Quách mày đi mới đúng. Như thế đã không làm Cổ Tần Linh gặp tai nạn lớn như hiện giờ. Phốp, viên đạn bắn ra từ ống giảm thanh, trực tiếp ghim vào mi tâm của Thiên Dạ. Trong nháy mắt, Thiên Dạ đã không còn hơi thở, ngã xuống mặt đất. Bùi Khánh Vi lạnh lùng nhìn Thiên Dạ đang dần dần chết hẳn, sau đó cô quay người rời đi. Cát Nghĩa ở sau lưng cô, hai người một trước một sau bước ra khỏi rừng cây nhỏ. Triệu Lực cung kính đón hai người bọn họ đi vào trong xe. Xe được khởi động, chạy thẳng xuống núi. Trong xe, Cát Nghĩa nghiêng đầu hỏi người bên cạnh, nghĩ kỹ thật rồi à? Bùi Khánh Vi từ từ nhắm hai mắt, đáp lời, không muốn cũng không được, tôi đã giết người, trở về chắc chắn sẽ chết. Dường như đã biết câu trả lời của cô từ sớm, Cát Nghĩa vui vẻ đưa tay ra, chào mừng cô gia nhập. Bùi Khánh Vi mở mắt nhìn bàn tay đang lơ lửng giữa không trung, cô không đưa tay ra tiếp mà cười nhẹ, hỏi, Cát Gia, tôi có thể hỏi ông một chuyện không? Cát Gia thấy cô không đưa tay thì chậm chậm để xuống, trên mặt ông ta không hề có vẻ gì không vui cả, cô nói đi.
Tại sao lại là tôi? Vì sao không thể là cô? Ông biết rõ thân phận của tôi mà vẫn còn muốn tôi gia nhập, thậm chí còn đồng ý giúp tôi diễn một vở kịch, thế chẳng phải là quá kỳ quái sao? Mấy hôm nay, ngày nào ông ta cũng đúng giờ đến tìm cô, nhưng trên thực tế chỉ là đang diễn kịch cho thiên dạ nhìn thôi. Trong cuộc trò chuyện thăm dò ở góc bệnh viện ngày hôm đó, bọn họ đã hiểu ý tứ trong lời nói của đối phương, đồng thời ăn ý đạt được thỏa thuận ngầm. Ông không sợ tôi, trở thành chỉ thất thứ hai à? Bùi Khánh Vi mỉm cười đầy hứng thú. Nhưng Cát Nghĩa không hề bị lời nói của cô dọa sợ, ông ta vô cùng tự tin nói, cô đã bị ép vào hoàn cảnh khó cả đôi đường rồi, tôi nghĩ cô không trở thành tiểu thất thứ hai đâu, đúng không? Nụ cười trên môi Bùi Khánh Vi dần tắt, thay vào đó, đáy mắt cô xuất hiện tia lạnh lẽo, đúng. Tôi đã bị bọn họ ép đến mức không còn con đường nào khác. Bùi Khánh Vi nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm phía trước, hai nắm đấm siết chặt. Cát Nghĩa quan sát nét mặt của cô, trên môi ông ta thoáng xuất hiện một nụ cười sâu xa. Cho nên, tôi còn sợ gì chứ? Bùi Khánh Vi kinh ngạc, sau đó cô quay đầu nở nụ cười. Ông không sợ tôi là gián điệp, vậy chẳng lẽ ông không sợ có một ngày tôi sẽ giết ông, tự mình lên làm đại ca sao? Loại người giống như tôi không biết nói chuyện nguyên tắc gì đâu. Lời nói của cô cực kỳ to gan, làm Triệu Lực đang ngồi phía trước cũng phải giật mình. Không thể nào, chẳng lẽ Cát gia lại tìm về được một đứa ăn cháo đá bát? Ai ngờ, lúc này Cát Nghĩa ngồi ở phía sau lại phá lên cười. Ha ha, tôi đã dám thu nhận cô thì không sợ có ngày đó. Bùi Khánh Vi gật đầu cười, Cát gia quả nhiên can đảm hơn người. Nếu ông đã đưa người tới đây giúp tôi, để báo đáp lại, tôi nhất định sẽ làm cho ông hài lòng. Nói xong, Bùi Khánh Vi chủ động đưa tay ra. Cát Nghĩa nhìn thoáng qua bàn tay cô, sau đó cũng đưa tay mình ra bắt lấy. Cô là người mà tôi phải dùng trăm phương nghìn kế, mất biết bao công sức mới mời về được. Tôi vô cùng yên tâm và hài lòng với cô. Thật sao? Đương nhiên, chỉ một cái bắt tay, ngay giây phút này thân phận của Bùi Khánh Vi đã hoàn toàn thay đổi. Cô không còn là người của lớp 6 đội dự bị nữa mà là thuộc hạ của Cát Nghĩa. Không phải tay đấm, cũng không phải tay chân, cô là thuộc hạ đắc ý nhất được Cát Nghĩa tốn công mời về. Sự tồn tại của cô còn mãnh liệt hơn so với thiên dạ. Xe phi nhanh trở về nhà máy. Sau khi xuống xe, Bùi Khánh Vi quen cửa quen nẻo đi vào bên trong cứ như là về tới nhà mình vậy. Mấy thuộc hạ của Cát Nghĩa ở bên trong sàn đấm bốc nhìn thấy Bùi Khánh Vi, gương mặt ai nấy cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Sao lúc đi là chị Thất, lúc về lại biến thành người này? Chị Thất đâu? Bùi Khánh Vi làm như không nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của họ mà đi vào bên trong. Đám thuộc hạ kia muốn ngăn cản cô, nhưng sau đó lại thấy Cát Gia cũng đi vào, bọn họ hơi chần chừ. Cát Gia, cô ta. Sau này Bùi Khánh Vi sẽ làm việc cho tôi, các cậu còn không mau gọi chị Bùi đi. Cả đám cùng trợn tròn mắt nhìn về phía Bùi Khánh Vi đang ngồi trên ghế sofa. Bùi Khánh Vi nhìn từng người bọn họ đang ngẩn ra vì ngạc nhiên, cô mỉm cười phất tay, Khánh sao quá, tôi nhỏ tuổi hơn tất cả mọi người ở đây, thật ra không cần gọi tôi là chị đâu. Cả đám ngớ ra, bọn họ có gọi à? Cát Nghĩa ngồi ở một bên khác trên sofa, ông ta xua tay và bảo, trên giang hồ không cần phân biệt tuổi tác, chỉ nói chuyện năng lực. Cho dù cô nhỏ tuổi hơn bọn họ nhưng năng lực mạnh hơn là đủ rồi. Thật sao? Thì ra là như vậy. Tạm thời cô chịu khó ở đây, chờ hai ngày nữa tôi bảo Triệu Lực dọn dẹp một phòng nhỏ ở bên kia, sau đó cô vào đó ở. Bùi Khánh Vi lắc đầu, từ chối ý tốt của Cát Nghĩa, không cần phiền thế, tôi chẳng có bất kỳ yêu cầu gì về chuyện ăn ở cả, cứ ở luôn tại sàn đấm bốc này cũng được. Nói xong, cô còn nhìn quanh một vòng rồi gật gù giống như rất hài lòng. Đám thuộc hạ đứng gần đấy không rõ chân tướng, nghe thấy Cát Gia nói muốn để chị Bùi này vào ở đây thì đều vô cùng kinh ngạc. Chị Bùi ở đây, vậy còn chị Thất thì sao? Chị Thất phải làm sao bây giờ? Dưới ánh mắt thắc mắc của mọi người, Cát Nghĩa không ép buộc, ông ta chỉ gật đầu và nói, cũng được, vậy cô ở trên tầng 3 đi, chỗ đó tương đối yên tĩnh. Được thôi, Cát Nghĩa chỉ vào Triệu Lực đứng bên cạnh mình và nói, còn nữa, sau này Triệu Lực sẽ làm việc cho cô. Cô có chuyện gì cần cứ trực tiếp tìm cậu ta là được. Bùi Khánh Vi nhìn sang theo tay của Cát Nghĩa, Triệu Lực vừa bị điểm tên bỗng tiếp xúc với ánh mắt của cô, hắn không kìm được dùng mình một cái. Nhìn thấy vẻ hoảng hốt của hắn, Bùi Khánh Vi càng cười thoải mái hơn, yên tâm, chỉ cần anh ngoan ngoãn, tôi sẽ không bẻ tay tay của anh đâu. Câu nói kia nghe vào giống như là an ủi, nhưng chui vào trong lỗ tai của Triệu Lực lại nghe ra được ý khác. Uy hiếp, cảm ơn chị Bùi, hắn lắp bắp. Bùi Khánh Vi nhìn phản ứng của Triệu Lực, nhìn cánh tay đã từng bị cô bẻ gãy đang run rẩy trong vô thức. Cô biết, Triệu Lực đang sợ. Đau đớn trên cơ thể theo thời gian sẽ dần dần mất đi,
nhưng ký ức trong đầu thì vĩnh viễn không có cách nào tiêu trừ được. Bùi Khánh Vi xua tay, tỏ vẻ mình rất dễ tính, sau đó cô nói với Cát Nghĩa, nếu không còn chuyện gì thì tôi lên tầng đi ngủ đây. Được, vậy cô nghỉ ngơi cho thật tốt đi. Thế nhưng, khi cô vừa quên đi, một tên thuộc hạ ở bên cạnh liền nhỏ giọng hỏi, Cát gia, thế? Chị Thất đâu à? Trận thi đấu ngày mai còn phải trông cậy vào chị Thất ra sân, giờ chị ấy không có ở đây, nhân số của chúng ta sẽ không đủ. Sàn đấm bốc đang yên tĩnh bị câu nói của người này làm cho không khí trầm xuống. Bước chân Bùi Khánh Vi dừng lại, cô đứng im tại chỗ. Triệu Lực yên lặng nhắm mắt lại, xong rồi, cái thằng ngu này hết chuyện để nói rồi à? Thôi chờ nhặt xác cho nó đi. Cát Nghĩa ngồi im, vẻ mặt ông ta không thay đổi, nhưng lại giữ im lặng không nói lời nào. Lúc này Bùi Khánh Vi xoay người lại, cô mỉm cười chậm rãi đi về phía người kia, sau đó cô đặt tay lên bả vai của hắn, tựa lại gần và nói, có phải tôi đã quên nói cho cậu biết, ở trước mặt tôi không được nhắc tới chị Thất, nếu không tôi chỉ có thể cho rằng cậu đang muốn phản bội tôi. Sau ba chữ cuối cùng, cái tay đang đặt trên vai người kia tàn nhẫn kéo xuống một cái. A, một tiếng kêu đau đớn chói tai vang lên vọng khắp cả căn phòng. Tên thuộc hạ kia mặt tái nhợt, đầu đổ đầy mồ hôi ngã xuống, ôm vai lăn lộn trên mặt đất. Mà tôi ghét nhất là phản bội. Vẻ mặt Bùi Khánh Vi âm u, trên miệng mang theo nụ cười tàn nhẫn nhìn người ở dưới đất cứ như hắn là con sâu cái kiến hèn mọn nhất vậy. Hành động của cô khiến mấy tên thuộc hạ xung quanh phải sợ hãi. Trời ạ, cái, chị Bùi này còn ác hơn cả chị Thất. Triệu Lực dứt khoát nghiêng đầu đi, không dám nhìn nữa. Nhớ kỹ chưa? Bùi Khánh Vi nhìn xung quanh một lượt, ánh mắt cô quét đến chỗ nào, người ở chỗ nấy đều liên tục gật đầu. Họ sợ mình sẽ trở thành mục tiêu kế tiếp. Muộn rồi, cô lên trên nghỉ ngơi đi. Lúc này, cuối cùng Cát Gia cũng lên tiếng. Bùi Khánh Vi nhún vai cười rồi tiếp tục đi lên lầu. Sau đêm đó, tất cả mọi người đều một mực cung kính với chị Bùi, họ rất sợ mình có điểm nào đó chọc cô không vui. Vì tính cách của người tên Bùi Khánh Vi này còn kinh khủng hơn cả chị Thất. Chị Thất luôn lạnh như băng, sống ở trong thế giới riêng của mình, ngoài việc nghe theo Cát Gia thì về cơ bản chị Thất rất ít khi nói chuyện với người khác, đương nhiên cũng rất ít khi liên hệ với người khác. Nhưng Bùi Khánh Vi không giống thế, cô luôn luôn giữ khuôn mặt cười mỉm, đối xử với ai cũng như nhau, thậm chí có đôi khi còn so một trận với đám quyền thủ kia. Nhưng cho dù cô có hòa nhã đến đâu thì chỉ cần nhớ tới ký ức đêm đó, đám người này vẫn luôn nơm nớp lo sợ, thậm chí chỉ cần cô bật cười một tiếng, chân của bọn họ cũng như nhũn cả ra. Về phần cái người tên chị Thất kia, sau đêm đó, đám người này vô cùng ăn ý mà, mất trí nhớ, tập thể, giống như con người đó chưa từng xuất hiện bao giờ vậy. Thế là chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi mà Bùi Khánh Vi đã hoàn toàn tạo được uy thế của mình, thành công thay thế sự tồn tại của Thiên Dạ. Nhưng dần dần Triệu Lực phát hiện, ngoài đêm hôm đó đánh một tên thuộc hạ ra thì sau đấy Bùi Khánh Vi không hề làm chuyện gì khác. Ngày nào cô cũng ngủ cho đến lúc mặt trời lên cao, còn bắt hắn một ngày ba bữa đi đến nhà hàng đóng gói đồ ăn đưa tới cho cô. Ăn xong thì lại ngủ trưa, sau đó khi nào cao hứng sẽ xuống làm vài trận với những người khác, hoặc là tự đi luyện tập với Bao Cát, cuộc sống của cô còn nhàn nhã hơn cả Cát Gia. Cát Gia, gần đây ngày nào cô ta cũng ở trong sàn quyền anh, thỉnh thoảng lại đi tập luyện hoặc đánh quyền anh, không thì ngủ. Về cơ bản không hề làm cái gì khác à. Sau khi nói xong chuyện bên Phú Hải, trước khi đi ra ngoài, Triệu Lực vẫn quyết định báo cáo với Cát Gia về tình hình mấy ngày nay của Bùi Khánh Vi. Cát Nghĩa hơi nhíu mày, trông có vẻ không được vui, tôi bảo cậu theo dõi cô ấy à. Triệu Lực ngớ ra, thắc mắc hỏi lại, ngài để tôi ở lại bên cạnh cô ta không phải là để theo dõi cô ta sao à? Sắc mặt Cát Nghĩa rất bình thản nhưng hơi tỏ vẻ coi thường, vấn đề là cậu theo dõi được cô ấy sao? Năng lực của cô ấy hơn xa Tiểu Thất, cậu cho rằng mình đang theo dõi cô ấy, nhưng thật ra là cô ấy luôn biết mọi thứ mà cậu làm. Không, không thể nào, tôi rất cẩn thận mà. Triệu Lực nhấn mạnh, Cát Nghĩa lắc đầu, cậu nói gần đây ngày nào cô ấy không phải đang luyện đấm bốc thì cũng là đang ngủ, cơ bản chẳng làm gì khác, điều này chứng tỏ rằng cô ấy đã phát hiện ra, đồng thời đang nhắc nhở cậu đấy. Với tính cách của Bùi Khánh Vi, cô sẽ không ngoan ngoãn như vậy. Rõ ràng là cô đã nhìn thấu Triệu Lực nên mới cố ý làm như vậy. Triệu Lực kinh ngạc, hỏi, nhắc nhở tôi. Nhắc nhở tôi cái gì cơ à? Cậu nghĩ thử xem. Cát Nghĩa có vẻ không vui trước sự khù khờ của Triệu Lực. Triệu Lực thấy Cát Gia không hài lòng vì mình xen vào việc của người khác bèn cúi đầu, nói với vẻ bứt rứt lo lắng, vậy. Tiếp theo tôi nên làm cái gì à? Đừng tiếp tục theo dõi cô ấy nữa. Nhưng Triệu Lực vẫn còn có một chút lo lắng, thế nhưng nhỡ mà. Hắn còn chưa nói xong thì đã bị Cát Nghĩa ngắt lời, không có nhỡ mà,
tôi đã dám nhận cô ấy thì tự nhiên cũng có năng lực để cô ấy ngoan ngoãn làm việc cho tôi. Vâng, cuối cùng Triệu Lực cũng thỏa hiệp. Hắn yên lặng lùi ra cửa phòng và đi xuống tầng. Vừa đến đầu bậc thang, hắn đã thấy Bùi Khánh Vi đang đứng chống khuỷu tay lên lan can cầu thang, trông có vẻ như cô đang chờ ai đó. Triệu Lực cho là cô muốn nói chuyện với Cát Gia nên lễ độ chào hỏi, sau đó định rời đi. Ngờ đâu, ngay lúc đi ngang qua Bùi Khánh Vi, hắn lại nghe thấy giọng nói xen lẫn cả tiếng cười của cô vang lên bên tai. Thế nào, báo cáo xong rồi à? Bước chân Triệu Lực khựng lại, toàn thân hắn trong nháy mắt đông cứng như pho tượng. Cô ta biết thật. Cát Gia không đoán sai, ngay từ đầu chị Bùi đã biết mình đang theo dõi cô ta. Nghĩ tới đây, hắn lập tức cảm thấy chân mình như nhũn ra. Có phải anh cảm thấy tôi đi đánh quyền anh và đi ngủ không được thú vị? Muốn tôi làm những việc khác không, để anh có cái mà báo cáo? Bùi Khánh Vi vẫn đứng tựa người vào lan can, nụ cười trên mặt không hề thay đổi. Nhưng dáng vẻ này của cô khiến Triệu Lực cảm thấy lưng mình lạnh buốt. Không phải, tôi, hắn lắp bắp. Bùi Khánh Vi thấy Triệu Lực hoảng sợ như vậy thì mỉm cười, đứng thẳng người lên, đi về phía hắn. Nền xi măng phát ra tiếng bước chân cộp, khiến lòng Triệu Lực hốt hoảng. Chết chắc rồi, chị Bùi đã nói mình không thích nhất là bị phản bội, chắc tay của hắn không giữ được rồi. Khi cơ thể hắn đang run nhẹ nhẹ, chờ cơn đau ập tới trong nháy mắt kia thì đột nhiên có một cánh tay ôm lấy cổ của hắn. Triệu Lực giật cả mình. Tiếp đấy hắn nghe thấy giọng Bùi Khánh Vi nhẹ nhàng thì thầm bên tai mình, không có lần sau đâu đấy, nếu không tôi sẽ vặn hai cánh tay của anh xuống cho chó ăn. Chân Triệu Lực lảo đảo, suýt nữa ngã thẳng từ trên cầu thang xuống. Hắn nắm chặt tay vịn bảo đảm, không dám. Tôi thề, chắc chắn tôi không dám nữa. Bùi Khánh Vi cười khẽ, nói, tôi chưa bao giờ nghe bất cứ lời bảo đảm nào, tôi chỉ nhìn hành động. Nhất định, tôi chắc chắn, cô cứ nhìn tôi. Hành động là được rồi. Bùi Khánh Vi hài lòng vỗ vai hắn, cái vỗ này làm cơ thể Triệu Lực không nhịn được run rẩy. Lúc cô thả tay ra lui về phía sau, ở dưới tầng mơ hồ truyền đến tiếng la lối, Tiểu Vi Tử. Chúng tôi muốn tìm Tiểu Vi Tử. Bùi Khánh Vi cau mày, đám người Châu Trấn Đông tới rồi. Đây là nơi tư nhân, các người không thể đi vào. Một tên thuộc hạ lạnh giọng nhắc nhở. Nhưng đám người Châu Trấn Đông căn bản không quan tâm, Phan Thanh Nga sấn sổ xông tới. Mẹ kiếp, đây là nơi tư nhân cái gì, nơi này là sàn boxing ngầm. Tránh ra, chúng tôi muốn tìm chị Khánh Vi. Tên thuộc hạ kia không hề khách sáo nói, các người còn quấy rối nữa, tôi chỉ có thể sai người ném các người ra ngoài thôi. Làm đi, ông đây còn sợ chắc. Dừng tay, Bùi Khánh Vi từ trên cầu thang đi xuống. Đám người Châu Trấn Đông nhìn thấy cô lập tức kinh ngạc hô lên, Bùi Khánh Vi. Chị Khánh Vi, nhưng Bùi Khánh Vi không hề có phản ứng gì, còn mấy tên thuộc hạ kia cung kính nói, chị Bùi, đám người này đòi xông vào, chúng tôi không ngăn được. Bùi Khánh Vi đi thẳng tới ngồi xuống ghế sofa, lạnh lùng nhìn bọn họ, bảo mấy người đứng ở cửa chính là để ngăn chặn lũ ruồi nhặng đó, có vậy cũng không làm được thì còn cần các người làm gì? Ruồi nhặng, mấy người Châu Trấn Đông ngẩn ra, là nói bọn họ sao? Mấy tên thuộc hạ ở cửa lập tức cúi đầu, răm rắp nói, xin lỗi, chị Bùi. Cút ra ngoài, Bùi Khánh Vi bực mình bảo bọn chúng rời đi. Vâng, chị Bùi, mấy người còn lại nhìn thấy cảnh tượng này cũng ngẩn ra. Chị Bùi, Tiểu Vi Tử, chuyện gì thế này? Châu Trấn Đông cố gắng thấp giọng hết mức có thể. Đúng vậy, chị Khánh Vi, sao bọn họ lại gọi chị là chị Bùi? Phan Thanh Nga cũng không hiểu, sao đám người kia lại nghe lời và cung kính Bùi Khánh Vi như thế? Bùi Khánh Vi rót cho mình một chén trà, cô vừa tựa vào ghế nhâm nhi trà vừa nói, tôi gia nhập với bọn họ, đương nhiên bọn họ phải gọi tôi là chị Bùi rồi. Cái gì? Tại sao cô phải gia nhập với bọn họ? Cô là, bọn họ đều là người xấu. Tôi cũng là người xấu. Bùi Khánh Vi bật cười, còn nữa, không cần nhỏ giọng nói chuyện như vậy, Cát Gia biết thân phận của mọi người. Cả đám lập tức sửng sốt. Châu Trấn Đông lại thấp giọng tức giận nói, cô điên rồi à? Cô nói thân phận ra, cô không sợ bọn chúng giết cô à? Đương nhiên là không rồi. Nếu ông ta muốn giết tôi thì tôi đã chết lâu rồi, đâu có thể sống thoải mái như vậy. Bùi Khánh Vi nhướng mày. Châu Trấn Đông bị chọc giận, hít sâu một hơi, bây giờ tôi không nói chuyện này với cô nữa, tôi hỏi cô, tại sao cô phải gia nhập nơi này? Còn nữa, người của khách sạn nói ngày đó cô và tranh cãi lòng trời lở đất, còn bị thương rời đi, đây rốt cuộc là chuyện gì? Khi ấy, anh ta và Kiều Duy Nhất vì chăm sóc Mã Công Trường nên không biết chuyện. Lúc quay về nghe Phan Thanh Nga nói chính trị viên đã tới,
Thiên Giả cũng đã bị vạch mặt, mọi chuyện đã được sáng tỏ. Nhưng không hiểu sao, sau đó Bùi Khánh Vi lại tới phòng của An Chính Đức. Nghe phục vụ khách sạn nói hai người xảy ra xung đột, cãi nhau kịch liệt, Bùi Khánh Vi còn mang theo cánh tay chảy máu chạy ra ngoài. Chuyện này khiến bọn họ vô cùng khó hiểu. Càng khó hiểu hơn là sáng sớm hôm nay, An Chính Đức lại nói với bọn họ là Bùi Khánh Vi không quay về, cô đã đi theo Cát Nghĩa và bảo bọn họ thu dọn đồ đạc trở về đơn vị. Tin tức này khiến cả đám sửng sốt, mất hết bình tĩnh, lập tức chạy đi tìm Bùi Khánh Vi. Chị nói cho bọn em biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Phan Thanh Nga không sao hiểu nổi nên một mực truy hỏi. Chuyện gì? Chẳng lẽ An Chính Đức không nói với mọi người sao? Ha, cũng đúng, anh ta có mặt mũi nào mà nói chứ? Bùi Khánh Vi cười giễu cợt. Có phải An Chính Đức đã làm gì cô không? Kiều Duy Nhất lập tức nắm được vấn đề cốt lõi nhất, hỏi thẳng. Mấy người đi về mà hỏi anh ta, tới hỏi tôi làm gì, lời của một kẻ phạm tội giết người như tôi không đáng tin. Câu đùa của Bùi Khánh Vi khiến bọn họ cảm thấy có cái gì không đúng, kẻ phạm tội giết người. Không phải chuyện này đã giải quyết rồi sao? Hiểu lầm không phải đã tháo gỡ rồi sao? Đúng thế, tất cả chúng tôi đều nghe thấy. Bùi Khánh Vi lạnh lùng cười một tiếng, đúng vậy, giải quyết rồi, giải quyết đến nỗi tôi thành ra như thế này ư? Cô có ý gì? Châu Trấn Đông cau mày hỏi. Bùi Khánh Vi đặt chén trà xuống, ánh mắt lạnh như băng, tôi đã rời khỏi đơn vị, sau này mong mấy người đừng đến đây nữa. Bây giờ tôi và mấy người đã ở thế đối lập rồi. Ý của cô là trong tương lai nếu gặp lại thì cô sẽ ra tay giết chúng tôi sao? Nếu như cần thiết, tôi sẽ làm như vậy. Phan Thanh Nga thật sự không dám tin vào tai mình. Cô ta kinh hãi nói, chị Khánh Vi, chị điên rồi à, chúng ta là chiến hữu, sao chị có thể giết bọn em được? Ai là chiến hữu với cô? Tôi đã rời khỏi đơn vị rồi, từ giờ trở đi, tôi và các người là người của hai thế giới. Từ đây mấy người đi đường sán lạn thênh thang của mấy người, tôi đi cầu độc mộc của tôi, không liên quan đến nhau. Vậy Cổ Tần Linh thì sao? Cậu cũng ra tay được với Cổ Tần Linh à? Lê Phương Ly hỏi, những gì nợ cô ấy tôi đã trả hết. Nếu gặp lại, tôi vẫn sẽ không nương tay. Nói xong câu này, hình như nghĩ đến cái gì đó, cô cong môi lên cười xấu, hỏi, có điều, mọi người chắc chắn Cổ Tần Linh còn tỉnh lại được sao? Tỉnh lại được sao? Thật ra thì tất cả mọi người đều biết tỷ lệ tỉnh lại của Cổ Tần Linh vô cùng nhỏ, nhưng mọi người đều tin chắc cô ấy sẽ quay lại bên cạnh bọn họ, cho nên hy vọng cực lớn với việc Cổ Tần Linh tỉnh lại. Bây giờ Bùi Khánh Vi nói như vậy rõ ràng là cố ý sát muối lên trên vết thương của bọn họ. Bùi Khánh Vi, cậu! Sao cậu có thể nói như vậy? Thi Ngọc Anh hơi tức giận. Bùi Khánh Vi cười hỏi ngược lại, vậy tôi phải nói như thế nào? Đây vốn chính là sự thật. Được rồi, không có chuyện gì nữa thì đi đi, tôi chỉ khoan dung cho mấy người lần này thôi. Nói xong, cô đứng dậy đi lên cầu thang. Chị Khánh Vi, Tiểu Vi Tử, cô thật sự muốn vứt bỏ chúng tôi sao? Chúng ta đã từng đồng sinh cộng tử, chúng ta từng có nhiều kỷ niệm như vậy, sao cô có thể nói vứt bỏ là vứt bỏ được, nói rời đi là rời đi được? Bùi Khánh Vi dừng bước lại, quay đầu cười mỉa mai, đồng sinh cộng tử. Mọi người đồng sinh cộng tử với tôi lúc nào, lần nào mọi người không cần tôi cứu. Đám ăn hại mấy người mỗi lần gặp phải nguy hiểm đều hỏi tôi làm thế nào, mọi người không có đầu óc, tại sao lần nào cũng là tôi giải quyết thay mọi người? Đám ăn hại, cả đám bị lời nói Bùi Khánh Vi làm cho hoàn toàn chấn động. Hóa ra ở trong mắt Bùi Khánh Vi, bọn họ đều là kẻ ăn hại. Nếu như không phải là vì mấy người thì tôi sẽ gặp nhiều nguy hiểm và bị thương như vậy sao? Chẳng lẽ mấy người không nhìn thấy những điều này à? Mỗi lần gặp phải chuyện đều chỉ biết tới hỏi tôi, có biết mấy người như vậy rất phiền không? Tôi đã chán ghét mấy người lắm rồi. Trong mắt Bùi Khánh Vi lộ ra sự chán ghét, dường như nhìn thêm một cái cũng cảm thấy đang lãng phí thời gian. Châu Trấn Đông hoàn toàn bị đả kích, giọng anh ta u ám, đây mới là suy nghĩ thật lòng của cô. Đúng vậy, đều là suy nghĩ thật của tôi. Bùi Khánh Vi không do dự gật đầu thừa nhận. Chị Khánh Vi, Phan Thanh Nga cũng bị lời nói của Bùi Khánh Vi làm tổn thương sâu sắc, sắc mặt tái nhợt, đáy mắt cũng đỏ lên. Người cô ta sùng bái như vậy lại nói cô ta là ăn hại. Điều này làm cô ta thật sự không có cách nào chấp nhận được. Nhìn dáng vẻ bi phẫn, đau lòng, thất vọng của mọi người, vẻ mặt Bùi Khánh Vi hoàn toàn không có bất cứ thay đổi nào. Châu Trấn Đông siết chặt tay, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nói, được, coi như chúng tôi hiểu lầm, vậy thì cứ nghe theo cô, từ hôm nay trở đi chúng ta ai đi đường nấy, chúng tôi không ngáng chân cô nữa. Chúng ta đi, nói xong, anh ta rời khỏi sàn boxing đầu tiên. À đúng rồi, bảo An Chính Đức cố gắng trốn ở khách sạn đừng đi ra ngoài, nếu không tôi nhất định sẽ giết anh ta.
Trước khi bọn họ muốn rời đi, Bùi Khánh Vi ném lại một câu như vậy. Mọi người lập tức dừng bước, kinh ngạc nhìn về phía Bùi Khánh Vi. Giết An Chính Đức, tiễn khách. Bùi Khánh Vi thấy bọn họ đứng ở đó không chịu đi thì hô ra ngoài cửa một tiếng rồi xoay người đi lên tầng. Mấy người Châu Trấn Đông bị đám thuộc hạ kia mời ra ngoài. Trước khi rời đi, Lê Phương Ly lại nhìn Bùi Khánh Vi, trong ánh mắt lạnh như băng lộ ra vẻ tìm tòi nghiên cứu và quan sát, nhưng cuối cùng cô vẫn xoay người rời đi. Giải quyết đám người này xong, lúc đi qua tầng 2, Bùi Khánh Vi dặn dò Triệu Lực vẫn đứng ngây ngốc ở đó một câu, sau này thấy bọn họ thì trực tiếp đánh đuổi cho tôi, không cần lưu tình. Vâng, lúc này, Bùi Khánh Vi mới lên phòng ở tầng 3 nghỉ ngơi. Châu Trấn Đông ra khỏi nhà máy, tức giận đá văng hòn đá bên chân ra, sao lại như vậy, sao cô ấy lại trở nên như vậy? Bùi Khánh Vi nói chúng ta là ăn hại thật ra cũng không sai, nghĩ kỹ thì khoảng thời gian này đúng là chúng ta đã làm phiền cô ấy quá nhiều rồi. Kiều Duy Nhất nói, tôi không nói cái đó, tôi nói là tại sao cô ấy lại tự nguyện gia nhập vào đám người kia, làm lính tử tế không làm, tại sao phải đi làm cướp? Không phải cô ấy nói rồi sao, là do An Chính Đức. Nhưng An Chính Đức có thể làm gì cô ấy? Hiểu lầm đã giải trừ rồi, theo lý mà nói thì giữa bọn họ không còn mâu thuẫn nữa. Vậy rốt cuộc giữa bọn họ có thể xảy ra cái gì? Châu Trấn Đông bứt tóc. Cậu ở đây suy nghĩ viển vông nhất định sẽ không nghĩ ra cái gì cả, còn không bằng tìm An Chính Đức hỏi xem. Kiều Duy Nhất lý trí nhắc nhở. Châu Trấn Đông lập tức tỉnh táo lại, vội vàng gật đầu, đúng, chúng ta lập tức tìm An Chính Đức đi. Cả đám đi xe về đến khách sạn rồi chạy ngay đến phòng của An Chính Đức. Nhưng cho dù bọn họ có gặng hỏi thế nào, An Chính Đức cũng chỉ nói rằng Bùi Khánh Vi đã rời khỏi đơn vị, không còn là quân nhân nữa rồi. Điều này làm cho đám người Châu Trấn Đông muốn điên đầu. Bọn họ hoàn toàn mờ mịt, không hiểu lý do gì mà hai người kia lại trở mặt thành thù. Vô số câu hỏi tại sao không ngừng xuất hiện trong đầu bọn họ. Đáng tiếc, cho dù nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra một câu trả lời hoàn mỹ. Mấy ngày tiếp theo Bùi Khánh Vi vẫn ăn ngon uống đủ ngủ khỏe, hoàn toàn không vì sự xuất hiện của đám người Châu Trấn Đông mà không vui. Triệu Lực đã không dám giám sát cô nữa, bởi vì ngày nào hắn cũng bị Bùi Khánh Vi bắt lái xe chở đi ra ngoài kiếm đồ ăn. Cô ăn hết đồ ở phố lớn ngõ nhỏ thành phố Dương Đông, nơi nào có đồ ăn ngon, nơi nào nổi tiếng cô đều đi hết. Mỗi lần Triệu Lực đi theo cô, nhìn cô ăn một mình, vừa thèm vừa đói, lâu dần hắn dứt khoát chở ở trong xe, mắt không thấy thì tâm không phiền. Còn Bùi Khánh Vi thì đang đợi chính cơ hội này. Trạng vạng tối, Bùi Khánh Vi cố ý dẫn Triệu Lực đến một nhà hàng rất nổi tiếng dạo gần đây. Ngồi ở trong phòng VIP nhỏ trên tầng 2, cô gọi đồ rồi ngồi ở đó yên tĩnh chờ thức ăn được mang lên. Triệu Lực biết mình không có lộc ăn nên vẫn dựa theo thông lệ cũ trở lại trong xe yên tĩnh chờ cô ăn xong. Bùi Khánh Vi đợi đồ ăn được mang hết lên, chắc chắn phục vụ sẽ không đi vào nữa. Cô nhân lúc nhiều người thừa cơ đi ra cửa sau của nhà hàng. Bây giờ là trạng vạng tối, mọi người đều vội về nhà. Bùi Khánh Vi đi vào quán ăn ở ngay bên cạnh nhà hàng, quen thuộc đi lên phòng VIP trên tầng 2. Cô gõ nhẹ lên cửa mấy cái, cửa phòng lập tức được mở hé. Người đi ra mở cửa là An Chính Đức. Bùi Khánh Vi nhanh nhẹn lách người vào trong. An Chính Đức vừa đóng cửa xong liền hỏi, sao rồi, cô ấy đâu? Bùi Khánh Vi rừng rưng, chết rồi. Cái gì? Không phải cô đã đồng ý với tôi là đưa cô ấy về sao? Bùi Khánh Vi lạnh lùng liếc anh ta. An Chính Đức lập tức yên tĩnh lại, anh ta hít sâu một hơi, hỏi, ai giết? Tôi. An Chính Đức khiếp sợ ngẩng đầu lên nhìn cô giết cô ấy. Tại sao cô phải giết cô ấy? Cô dựa vào cái gì giết cô ấy, cho dù cô ấy có sai cũng nên giao cho đơn vị. Tâm trạng anh ta vô cùng kích động. Bùi Khánh Vi bình tĩnh nói, cô ta vì muốn kéo tôi xuống nước mà để lộ thân phận thật của tôi ở trước mặt Cát Nghĩa, tôi không còn cách nào khác mới giết cô ta. Nói bậy, chuyện này không thể nào. Bùi Khánh Vi không vội, cô lấy một cái bút thu âm từ trong túi ra, ấn mở rồi ném đến trước mặt anh ta, vậy thầy nghe cái này đi. Bên trong bút thu âm có tiếng dòng điện xè xè, chẳng mấy chốc đã truyền đến giọng nói quen thuộc của Thiên Dạ, Cát Gia, có lẽ ông không biết, thân phận thật của cô gái ông nhận này thật ra là lính của đội dự bị. Tôi tin thầy nghe ra được giọng của Thiên Dạ, nếu như không nghe ra thầy có thể đem đi làm giám định, sẽ nhanh có được kết quả thôi. An Chính Đức nghe giọng nói trong bút thu âm nhiều lần, vẻ mặt không thể tin nổi, chuyện này không thể nào. Bùi Khánh Vi tựa lưng vào ghế, trong giọng nói mặc dù có sự bất đắc dĩ nhưng vẻ mặt rất lạnh lùng, cô ta bán đứng tôi nên tôi chỉ có thể nổ súng giết cô ta để chứng minh mình đã cắt đứt quan hệ với đơn vị. Sĩ quan huấn luyện An, tôi cũng không còn cách nào khác.
An Chính Đức nhìn chằm chằm cái bút kia, nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra tại sao Thiên Dạ phải nói câu đó. Thầy nói xem, chúng ta vất vả diễn một vở kịch như vậy, vòng một vòng lớn mới lừa được Cát Nghĩa, tôi không thể bỏ giờ nửa chừng như vậy, hy vọng thầy có thể hiểu. Có điều thầy yên tâm, nhiệm vụ này nhất định tôi sẽ hoàn thành thật tốt. Bùi Khánh Vi nói nhanh, ngay cả một ngụm trà cũng không uống mà đã muốn đi ra ngoài. Lúc cô sắp chạm vào chốt cửa thì nghe thấy tiếng An Chính Đức truyền từ sau lưng đến. Thật ra cô đã sớm định giết chết cô ấy rồi, đúng không? Tay Bùi Khánh Vi khựng lại, giọng nói sau lưng lại vang lên, với tính cách của cô thì sao có thể để một người từng hãm hại mình còn sống trở về. An Chính Đức chậm rãi trần thuật, hôm đó ở trong phòng cô nói với tôi muốn thay cô ấy hoàn thành nhiệm vụ này, hơn nữa sẽ đưa cô ấy về, còn muốn cùng tôi diễn một vở kịch, trên thực tế tất cả đều là kế hoạch cô đã sớm nghĩ kỹ rồi đúng không? Đến bây giờ nếu như anh ta còn không nghĩ ra thì đúng là quá ngu. An Chính Đức ngẩng đầu lên, tức giận và bất lực, cô nói cô vòng một vòng lớn mới lừa được Cát Nghĩa, trên thực tế cô đâu chỉ lừa một mình Cát Nghĩa, cô đã lừa tất cả mọi người. Cát Nghĩa, tôi, Thiên Dạ, còn cả đám người Châu Trấn Đông đều bị cô lừa, đúng không? Bùi Khánh Vi im lặng một lát rồi, An Chính Đức, thầy đừng nói chuyện với tôi bằng giọng điệu này. Thiên Dạ giết chiến hữu của mình là sự thật, danh tiếng này nói ra khó nghe thế nào thầy cũng biết. Bây giờ cô ta chết rồi, chuyện này cũng hoàn toàn chấm dứt, thầy hoàn toàn có thể báo cáo lên trên là cô ta hy sinh vì nhiệm vụ, ít nhất còn có thể giữ lại chút mặt mũi cuối cùng cho cô ta. Đây đã là nhượng bộ lớn nhất của tôi rồi. Còn nữa, ít nhất có một điều tôi không lừa thầy, đó là tôi thật sự sẽ hoàn thành nhiệm vụ này thay thầy. Sau khi nói xong, cô kéo cửa phòng VIP đi ra ngoài. Tập 30 đến đây là hết rồi, chuyện sẽ có thêm tình tiết gì nữa thì chúng ta cùng chờ nghe ở tập sau nhé. Còn giờ thì bye bye mọi người.